Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Trưởng Tổ Thành Thê, Nguyên tác Sơn Hà Chẩm Của tác giả Mạc Thư Bạch Phần 16 Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn vệ uẩn mở to mắt vẻ mặt vô tội sở du đưa tay muốn đánh hắn lần này vệ uẩn nhanh tay hắn nắm chặt tay nàng nhẹ nhàng đặt trên mặt mình ngửa đầu nhìn nàng phu nhân đoan trang khéo léo trước sau như một sao ở chỗ ta lại coi trời bằng vung như vậy giọng nói hắn nhu hòa không biết là ngoại trừ ta phu nhân còn từng đánh những người khác giống như vậy không ngoại trừ chàng còn có ai có hành vi phóng túng không biết liêm sĩ như vậy sở du nhìn đôi mắt chứa ý cười của người này tim nàng đập hơi nhanh trên khuôn mặt lại ráng chống đỡ, vệ uẩn gật đầu, chân thành nói, vậy ta an tâm rồi. Chàng đây là đạo lý gì vậy? Sở du không thể nhịn được cười, chàng bị đánh mà chàng còn đắc ý. Đúng vậy đó, vệ uẩn tựa đầu vào trên người nàng, ôm lấy eo nàng, chứng minh trong lòng tẩu tẩu, ta quả nhiên là có một không hai. Hắn lũng nịu như vậy cũng có một chút bóng dáng thở nhỏ. Trong lòng sở du mềm nhũng, ngược lại cũng không đẩy hắn ra, rốt cuộc là chàng đi làm gì mẫu thân cố sinh đến cầu thân ta biết nói chuyện không dễ nghe ta mắng đuổi đi rồi bà ta nói nàng không gả đi được gả cho cố sinh vốn được tính là không tệ rồi sở du hơi sững sờ nhớ tới tính tình xem con mình là đệ nhất thiên hạ của cố mẫu nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ chỉ nói người làm mẹ đều như vậy chàng không cần vì thế mà đánh mất phong độ ta mắng bà ta xong còn không quá hả giận ngẫm lại cố sinh kia quấn chặt lấy nhiều năm như vậy ta tới nhà cảnh cáo hắn nếu còn dây dưa với nàng nữa ta sẽ giết chết hắn sở du cười khẽ nàng cảm thấy cố sinh của đời này có lẽ là lần đầu tiên bị người ta làm khó dễ như vậy tay nàng vuốt tóc vệ uẩn nàng ôn hòa nói chàng đó vẫn quá trẻ con vệ uẩn không lên tiếng một lát sau không biết là hắn nhớ tới cái gì mà ngẩng đầu lên nhìn nàng nói tối hôm qua còn đau không sở du cũng có chút không được tự nhiên nàng quay đầu đi không sao nữa ta làm không tốt vệ uẩn có chút mất tự nhiên nói để nàng chịu khổ rồi sở du buồn bực không lên tiếng một lát sau mới nói thật ra thì cũng được mặc dù không nhớ rõ cụ thể nhưng cảm giác thân thể không lừa người sở du cảm thấy trong phòng có chút khô nóng nàng rút người ra quay đầu đi châm trà nói với vệ uẩn chàng trở về nên làm gì thì làm đi ta sắp xếp chuyện ngày mai một chút vệ uẩn cúi đầu đáp lời nhưng hắn ngồi hồi lâu không nhúc nhích sở du quay đầu lại có chút khó hiểu còn có chuyện gì vệ uẩn cúi đầu nhìn mũi chân nhỏ giọng nói nàng nàng có thể hôn ta một chút không sở du cứng đờ nàng uống trà liếc mắt nhìn hắn một cái nhìn thấy dáng vẻ hắn chính là không hôn không đi sở du cứng người đi qua cúi đầu hôn một cái lên mặt hắn sau đó nói đi nhanh lên đi vừa dứt lời nàng liền bị người ta cầm tay không phải kiểu này vệ uẩn có chút xấu hổ là kiểu đưa đầu lưỡi ra ấy sở du ngẩn ngơ một lát sau nàng thấy người này đứng lên nâng mặt nàng có chút chục dạ nói có phải là nàng không biết không nói xong vệ ẩn cúi đầu xuống hắn nhẹ nhàng hôn nàng khàn giọng nói không biết thì ta dạy cho nàng một lát sau vẻ mặt sở du chết lặng chỉ kỹ thuật hôn này của chàng thì chàng muốn dạy ai vậy vệ ẩn đấu đá lung tung hồi lâu mặc dù ngây ngô lỗ mãng nhưng cũng đánh bậy bạ ra được chút cảm giác vẻ mặt sở du không thay đổi vệ uẩn ngược lại thì thích thú sau một hồi sở du cảm thấy đầu lưỡi đều có chút tê rồi cuối cùng cũng đẩy hắn ra vệ uẩn mở đôi mắt mê ly ra nhìn sở du cau mày hắn có chút hoảng hồn lúng túng lùi lại sửa sang lại y phục một chút khẽ ho một tiếng hai người đều không nói chuyện một lát sau vệ uẩn mới nói vậy ta đi trước đây sở du ra vẻ bình tĩnh đi đi lúc này vệ uẩn mới quay đầu đi ra ngoài hắn vừa ra khỏi cửa không lâu thì thị vệ nhắc nhở hắn chủ tử có người đi theo. Vẻ mặt vệ uẩn không thay đổi, hắn quay người tiến vào con ngõ nhỏ, người đi theo hắn chờ bên ngoài con ngõ trong giây lát mới đi theo vào, vừa đi tới nơi ít người thì bị người từ trên tường nhảy xuống trực tiếp cắt cổ. Vệ uẩn từ chỗ rẽ đi tới, nhàn nhạt nói, lục soát. Thị vệ không lưng sờ soạn trên y phục một lát, lấy ra một cái lệnh bài, vệ uẩn cầm trong tay lật xem một lát rồi nói, là người của Triệu Nguyệt. Hầu gia, bệ hạ biết ngài vào kinh rồi vệ uẩn khẽ cười một tiếng không phải đêm qua hắn nên biết rồi sao vậy bây giờ bệ hạ vẫn chưa có hành động hắn còn đang suy nghĩ đấy vệ uẩn bình tĩnh nói là giết ta hay giữ lại ta sợ là triệu nguyệt còn đang suy tư bệ hạ thật sự có ý giết hầu gia thì vệ nhíu mày vệ uẩn bình tĩnh nói nếu hắn không có suy nghĩ này thì chịu áp lực để tứ hôn cho cố sinh làm gì tứ hôn đại phu nhân của một tòa hầu phủ cho học sĩ nội các ngoại lai không hoang đường sao chỗ tốt duy nhất chẳng qua là nếu ta chết rồi cố sinh cưới đại phu nhân với danh vọng của đại phu nhân trong quân của vệ gia thì quân của vệ gia sẽ không có hành động khác thường thôi vệ uẩn cười lên chỉ là hắn sợ ta không chết lại liên minh với cố sinh đến mới trù tính ra việc của cố sinh và đại phu nhân bây giờ sự việc chưa xảy ra hắn lại đắc tội với cố sinh trong lòng bản thân hắn sợ là cũng không biết làm thế nào nếu như cố sinh quyết tâm liên thủ với ta thì hắn muốn giết ta là sự mạo hiểm rất lớn ta nghĩ bây giờ hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào chia tách ly dáng hai người chúng ta nhỉ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, nhẹ nhàng nói một câu, đáng tiếc. Mà trong hoàng cung, tại ngự thư phòng, triệu nguyệt quả thật giống như suy nghĩ, hắn ta sờ thánh chỉ, một lần nữa hỏi, thủ tướng tối hôm qua đến báo bị người của trưởng công chúa ngăn cản ở bên ngoài. Vâng. Trương Huy đáp lời rồi cũng không nhiều lời nữa. Trên đề tài trưởng công chúa này, Triệu Nguyệt từ trước đến nay không cho phép người khác nhiều lời. Triệu Nguyệt cười khẽ, ta biết rồi. Nói xong, hắn ta rủ mắt xuống, bình tĩnh nói: Tuyên tạ Thái phó tiến cung, Trương thúc, ngươi phái người lấy mệnh lệnh điều động của ta ra ngoài, điều gấp hai vạn nhân mã từ Yến Châu, nhóm năm ngàn người tinh nhuệ đầu tiên cấp tốc chạy đến, nhóm một vạn năm ngàn người thứ hai có thể nhanh được bao nhiêu thì nhanh. Nghe thấy lời này, Trương Huy có chút do dự, trong kinh còn có ba ngàn binh lực, vệ hạ cảm thấy ba ngàn binh lực này vàng thau lẫn lộn không nói, hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng vệ uẩn chỉ tự mình tới sao. Triệu Nguyệt dương mắt nhìn về phía Trương Huy, ngươi tính xem, hắn tới đây đã bỏ ra mấy ngày, trong mấy ngày này đã đủ để hắn mang theo số ít kỵ binh tinh nhuệ chạy tới. Năm đó hắn mang năm ngàn tinh binh tập kích bất ngờ vào vương đình Bắc địch, vốn là nhân vật dùng kỵ binh tốt. Lần này hắn tới, nếu như thật sự tới một mình thì còn tốt, nếu như không phải một mình. Vẻ mặt Triệu Nguyệt lạnh xuống, trẫm phải chuẩn bị sớm mới được bệ hạ nếu hắn mang binh đến đây thì dự định làm gì trương huy hơi kinh ngạc hắn thật sự định phản hay sao bây giờ bệ hạ thánh vọng đang thịnh hắn làm việc như thế sợ là không được lòng dân đi nghe thấy lời này vẻ mặt triệu nguyệt bình tĩnh thật ra trẫm vẫn luôn khó hiểu qua nhiều năm như vậy với tính tình của vệ uẩn vì sao một mực không thể chấp nhận trẫm làm hoàng đế trẫm chính là hoàng thất chính thống lại không có lỗi sai quá lớn hắn phải biết, hắn vốn chỉ là muốn vì phụ huynh mà báo thù bắt địch, trẫm cũng luôn ủng hộ hắn, bây giờ ta lại có chút muốn hiểu rõ. Trong mắt Triệu Nguyệt mang theo ý lạnh, người của Tô Tra đưa tin đến chỗ ta, vệ gia hắn đuổi sát không buông, tại sao vệ gia hắn muốn đuổi theo? Có phải là biết trong đó là cái gì không? Năm đó người ở Bắc Địch, có phải là hai huynh đệ Tô Gia kia đã nói cho hắn biết cái gì không? Nghe thấy lời này, Trương Huy ngẩn người, sau đó trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi ý của bệ hạ là là vệ uẩn biết sự việc năm đó không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu như thật sự biết triệu nguyệt cười lạnh vậy thì hắn giả vờ thật là tốt quả thật bốn năm trước ta nên không tiếc bất cứ giá nào mà giết hắn chỉ là ta thật sự không nghĩ tới cái tính tình đó lại nhịn được cho tới bây giờ xin giải thích không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đây là tục ngữ tiếng trung không phải thành ngữ ám chỉ rằng bạn có thể gặp nhất vạn tức mười ngàn lần nguy hiểm vẫn biến nguy thành an điều đó không đáng sợ, điều đáng sợ là vạn nhất, trong 10.000 lần đấy bạn chỉ lỡ xa chân đúng một lần là coi như tiêu đời. Vậy bây giờ bệ hạ muốn làm thế nào? Lần này Trương Huy thật sự cúng lên rồi, nếu như vệ uẩn thật sự biết được thì sợ là sẽ không bỏ qua, bây giờ nếu hắn thật sự dẫn người tới, sợ là hoa kinh khó giữ được. Ngươi yên tâm, giọng nói triệu nguyệt bình thản hắn không dám cứ như vậy mà phản, nếu hôm nay hắn không có lý do mà phản như thế thì ngày mai trong thiên hạ, bất cứ kẻ nào cũng có thể dùng danh nghịch tặc để lên án hắn hắn sẽ ép ta ra tay ép ta hãm hại hắn sau khi để người trong thiên hạ đều cho rằng ta là bạo quân hắn lại đến thay trời hành đạo trong lúc này chúng ta chỉ cần nhịn triệu nguyệt giơ tay lên chống trầm trẫm không có chỗ thất đức trẫm ngược lại muốn xem xem có phải hắn muốn đánh cược mệnh từ trên xuống dưới vệ gia hắn ngày sau đều thành phản tặc để đến báo thù này hay không trương huy nghe thấy lời triệu nguyệt nói thì chậm rãi bình tĩnh lại Triệu Nguyệt ngước mắt nhìn ra bên ngoài, à, còn có trưởng công chúa. Trương Huy dương mắt, nghe Triệu Nguyệt nói, nếu không nghe lời thì giam lại đi. Từ nay về sau, trên dưới tê phượng cung của nàng không được gặp người ngoài nữa, cũng không được ra khỏi cung một bước. Trương Huy đáp lời rồi đi ra ngoài, xử lý từng phân phó của Triệu Nguyệt. Chờ Trương Huy đi ra ngoài rồi, Triệu Nguyệt đứng dậy, lúc này bỗng nhiên nhấc tay áo, đập phá đồ vật trên bàn ra đầy đất. Vệ uẩn đi sắp xếp chuyện sau này, sau khi gặp từng người bàn bạc quay về thì đã là ban đêm hắn về đến nhà hỏi tình hình sở du trước sau khi biết được sở du đã ngủ hắn do dự một lát ngược lại cũng không đi quấy rầy tự mình ngã xuống giường dự định đi ngủ nhưng cũng không biết làm sao nhắm mắt lại thì nghĩ đến chuyện buổi sáng nhớ tới dáng vẻ đỏ mặt gật đầu của sở du hắn nghiêng người không tự chủ được mà cười lên sau khi bắt đầu nhớ lại thì có chút không ngừng được hắn lại không tự chủ được mà nhớ tới nụ hôn lúc sáng lúc ấy hắn động tình không thôi, nhưng trong sở du cũng không quá có cảm giác. Là sở du quá tự kiềm chế, hay là trình độ của hắn không được. Những chuyện này càng nghĩ càng sâu sắc, không khỏi trở lại cảm giác mất hồn tận xương trong chuyện mây mưa tối qua, vệ uẩn cảm thấy có chút khô nóng, ở trên giường tràn trọc hồi lâu, hắn trước sau không có cách nào ngủ được, cuối cùng vẫn đứng dậy, lặng lẽ lẻn vào trong phòng sở du. Sở du cũng không ngủ, vừa trải qua một ngày như vậy, trong lòng nàng trước sau luôn lơ lửng, nàng mở to mắt nhìn nóc giường thủy chung không ngủ được không bao lâu nàng nghe thấy tiếng cửa sổ bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra nàng nhíu mày sau đó nhìn thấy vệ uẩn từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào rồi lại cẩn thận đóng cửa sổ lại sở du nhất thời cũng không biết làm thế nào nàng dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ ngủ say cũng không nhiều lời sau khi nhắm mắt lại nàng bắt đầu suy tư vệ uẩn tới đây làm gì nhưng mà vấn đề này vừa xuất hiện nàng có lẽ đã hiểu được người thiếu niên mới nếm thử quả ngon đương nhiên là sẽ luôn nghĩ đến cho dù năm đó cố sinh có tính tình tự kiềm chế như thế thì cũng không tránh được chuyện như vậy huống chi trong vệ uẩn cũng không phải người biết tự kiềm chế nàng có chút căng thẳng nhất thời cũng không biết rốt cuộc là nên từ chối hay là không nên nàng từ chối thì lại cảm thấy có mấy phần già mồm nhưng mà không từ chối thì trong lòng lại luôn cảm thấy có chút cảm giác bị ép buộc làm cho người ta không vui người kia đến trước cửa sổ phòng nàng vén rèm lên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sở du điều chỉnh hơi thở, giả vờ ngủ say, chờ hành động tiếp theo của hắn. Nhưng mà vệ uẩn chỉ lẳng lặng nhìn, vẫn luôn không động đậy. Qua hồi lâu, sở du đều không đợi được hành động tiếp theo của hắn, cuối cùng có chút buồn ngủ. Thần trí nàng có chút mông lung, lúc này rốt cuộc vệ uẩn cũng nhúc nhích. Hắn không chạm vào nàng, chỉ nghiêng người, nằm bên người nàng, nói khẽ, A du, ta ngủ với nàng được không? sở du chậm rãi mở mắt ra hóa ra hắn biết nàng vẫn luôn thức nàng cũng không biết trả lời thế nào chỉ nghe thấy vệ uẩn nói ta không động vào nàng chỉ muốn nằm bên cạnh nàng sở du do dự một lát cuối cùng thì lật người nghiêng người xê dịch sang bên cạnh chừa chỗ ra cho vệ uẩn vệ uẩn nằm bên cạnh nàng đã cảm thấy đủ thỏa mãn hắn nhìn nàng lại nói ta có thể ôm nàng ngủ không trong lòng sở du nghi hoặc nàng gật đầu nằm đưa lưng về phía vệ uẩn vệ uẩn ôm cả người nàng ở trước người, phản phất như khảm vào trong lồng ngực mình. Trời mùa thu hơi lạnh, sở du mở to hai mắt, được sự ấm áp vần quanh, tiếng tim đập của người sau lưng trầm ổn lại yên bình, dưới thân chống lấy nàng lại thật sự không nhúc nhích. Sở du mở to mắt, có chút lúng túng nói, chàng, đây là vì sao? Hửng! Vệ uẩn phát ra giọng mũi, sở du có chút khó hiểu nói, thật ra chuyện nên làm cũng đã làm, chàng cũng không cần chịu đựng. Trong chuyện này nàng luôn bị động, luôn cảm thấy đã bắt đầu mà từ chối nữa thì chính là làm kiêu. Nhưng mà vệ uẩn ôm nàng, một lát sau, A Du, tối hôm qua không phải là nàng tự nguyện, ta biết. Người với người đều là từng bước một mà tới, tình cảm là như vậy, cần trải qua cảm tình, động lòng, mờ ám, thích, yêu. Tất cả những thứ liên quan đến chuyện yêu nhau cũng giống như vậy. Đến một bước đó, nàng đương nhiên sẽ nguyện ý, đó mới là tốt nhất không thể bởi vì chúng ta từng có bước đó mà ta lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên giọng nói vệ uẩn bình tĩnh lúc ta ôm nàng ta sẽ căng thẳng ta muốn đợi nàng đến khi nào nàng quen với cái ôm của ta nụ hôn của ta thì ta lại làm tiếp một bước tình cảm của nàng đối với ta không đến mức này ta làm cái gì đối với nàng mà nói đều là miễn cưỡng ta thích nàng hy vọng mỗi một bước giữa chúng ta đều vững vàng ổn định nàng cũng cảm thấy rất yên ổn rất vững vàng rất vui vẻ Sở Du không lên tiếng, nàng cũng không biết vì sao mà cảm thấy mũi có chút chua xót. Nàng được người này ôm, bỗng nhiên cảm thấy cái ôm này là đương nhiên. Vệ Uẩn ở sau lưng nàng cười khẽ, "Ta thích nàng sớm hơn nàng thích ta, lúc lần đầu tiên hôn nàng, thật ra ta đã căng thẳng đến mức cả người đều run rẩy." "Lần đầu tiên hôn ta?" "Đúng vậy, giọng nói Vệ Uẩn dịu dàng, khi đó ta 15 tuổi, ở Sa Thành, đêm thiên đăng tiết hôm đó, nàng uống say, chúng ta trên mái nhà sở du không lên tiếng lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào hóa ra phần tình cảm này đã bắt đầu lâu như vậy dài như vậy nàng nghe thấy lời nói ôn hòa của người sau lưng bắp thịt cũng từng tất từng tất mà thả lỏng nàng quen với hơi thở của hắn nhiệt độ của hắn nghe hắn kể về tình cảm này của hắn bắt đầu như thế nào sâu sắc như thế nào trong thời gian như thế nào đi đến ngày hôm nay nàng đưa lưng về phía hắn nghe hắn nói xong lời cuối cùng hắn cắn tai nàng hỏi nàng nói thật với ta sáng nay ta hôn nàng nàng có cảm giác không nghe thấy lời này sở du phục cười lên vệ uẩn liền biết rõ ý này rồi hắn lặng lẽ bóp eo nàng một cái lại lần nữa ta thử nghiệm thêm là biết rồi sở du không thuận theo thì bị hắn lăn tới đè trên người vệ uẩn đè tay nàng cau mày hỏi thử lại lần nữa sở du cười nhẹ nhàng nhìn hắn rốt cuộc nói vậy chàng nhắm mắt lại vệ uẩn rốt cuộc cũng có chút xấu hổ mà nhắm mắt lại buông tay nàng ra nói, chúng ta đều không có kinh nghiệm, vừa bắt đầu không hợp cũng rất bình thường. Nói lời này, vệ uẩn cảm thấy tay sở du giống như cây rong, mềm mại không xương mà vờn quanh đi lên, chân của nàng cuốn lấy eo hắn, vệ uẩn đỏ mặt, làm bộ bình tĩnh nói, chúng ta thử nghiệm thêm. Nói xong, vệ uẩn chợt cảm thấy môi son lạnh buốt lại mềm mềm đi lên. Khác biệt với sự thừa nhận chết lặng buổi sáng, đầu lưỡi này mềm mại lại ấm áp, cuốn quanh đầu lưỡi hắn, châm ngòi róc thịt, xoắn tới rồi lại rời đi khoái cảm kịch liệt một lần lại một lần xông lên, chấn động đến mức vệ uẩn tê cả da đầu. Hắn chưa từng cảm nhận được sự vui sướng như vậy, tim hắn đập nhanh, hơi thở dồn dập, lần đầu tiên hắn phát hiện, hóa ra chuyện yêu thích này, quả nhiên vẫn là ngươi tình ta nguyện là tốt nhất. Hắn bị dẫn dắt vào trong mùi đàn hương của nàng, học theo dáng vẻ của nàng mà dây dưa, hắn cảm thấy người dưới thân mềm nhũng xuống, chưa được một lúc, hắn đã nghe thấy một tiếng kêu mềm mại. Đầu óc vệ uẩn ong lên, trước khi bàn tay thăm dò lên y phục của sở du hắn chợt tỉnh táo lại sau đó lật người đưa lưng về phía sở du cuộn tròn thân thể nói không hôn nữa ngủ đi sở du cười lên nàng tới gần hắn nói đừng mà không phải còn muốn thử một chút sao không muốn nữa giọng nói vệ uẩn buồn bực ngủ đi sở du từ phía sau ôm lấy hắn thật sự không muốn nữa không muốn nữa không muốn nữa vệ uẩn lắc đầu sở du đưa tay vẽ lên lưng hắn hầu gia thử lại lần nữa đi, có phải là nô gia hầu hạ không tốt không? Vệ uẩn không nói, một lát sau, hắn rầu rĩ nói, A Du, nàng bắt nạt ta. Sở Du ngẩn người, một luồng ấm áp từ đáy lòng sông tới. Nàng cũng không ghẹo hắn nữa, nàng từ phía sau ôm lấy nam nhân này, dán mặt lên lưng hắn, dịu dàng nói, ta không có bắt nạt chàng. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, ta là yêu thích chàng. Thật sự, càng ngày càng thích chàng nghe thấy lời của sở du vệ uẩn đưa lưng về phía nàng không tự chủ được mà nâng khóe miệng lên hắn xoay người lại đưa tay để dưới đầu cười nói vậy thì thích bao nhiêu cái gì thích bao nhiêu bây giờ nàng thích ta thích bao nhiêu nghe thấy lời trẻ con như vậy sở du mím môi cười lên chàng là trẻ con sao còn phải hỏi vấn đề như thế này vậy nàng nói với ta đi vệ uẩn nhướng mày sở du cười không trả lời hắn nàng lại nói không phải ngày mai chàng còn phải đi thuận thiên phủ cáo trạng sao triệu nguyệt không phải dễ đối phó chuyện ngàn cân treo sợi tóc như vậy chàng đừng có mà luôn nghĩ đến những thứ này nam tử hán không nên xa vào tình yêu nam nữ nàng đưa tay vuốt tóc hắn đừng vì chuyện này mà làm lỡ tâm trạng của chàng lời này nàng lại nói không đúng rồi Tôi, vệ uẩn cười một người cả đời trước hết là vì người thánh nhân cũng nói tu thân tề gia rồi mới đi trị quốc bình thiên hạ nàng là người nhà của ta là thê tử tương lai của ta ta nên cố gắng làm bạn với nàng vệ uẩn dùng tráng chống lấy tráng nàng cuộc đời rất ngắn đừng nghĩ đến chuyện vô vị vào lúc sự việc chưa xảy ra làm lãng phí thời gian chờ sau này nhớ tới lại hối hận chuyện ngày mai ta đều đã sắp xếp xong xuôi an bài tốt rồi ta không sợ cũng không nghĩ nhiều sở du nghe thấy lời hắn nói nhìn đôi mắt trong veo thông suốt của hắn nàng bỗng nhiên cảm thấy thật ra bất kể là nàng cũng vậy cố sinh cũng thế thật ra đều là người bị che mắt trong trần gian này, không thấy rõ mình muốn cái gì, cũng không nhìn thấy con đường phía trước theo hướng nào, thế là một đường lão đảo, đi đến mức vết thương chồng chất, tràn đầy hối hận. Mà vệ uẩn thì không như vậy, dù cho hắn còn trẻ như thế nhưng cũng biết rõ ràng bản thân muốn cái gì, nên làm cái gì, sự thanh minh đơn giản như vậy là thứ mà nàng sống lại cả một đời cũng không có. Nàng khẽ thở dài một tiếng, ôm hắn, dựa đầu vào, dán lên trên ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực hắn bình ổn lại trầm lắng vệ uẩn vỗ vỗ lưng nàng dịu dàng nói ngủ đi buổi sáng ta sẽ len lén ra ngoài nàng đừng lo lắng một chút lo lắng cuối cùng cũng bị xua đi trong lòng sở du thả lỏng nàng cũng không trả lời lại nhắm mắt thiếp đi vệ uẩn cảm nhận được người trong ngực chậm rãi thả lỏng bắp thịt nghe thấy hô hấp của nàng lúc này hắn cuối cùng mới dần tỉnh táo lại hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng loáng xinh xắn của nàng rất lâu sau Hắn cuối cùng cũng thở dài ra. Hắn ý thức được con đường của mình và người này có lẽ còn rất dài rất dài, sự cảnh giác trong lòng nàng như bức tường đứng cao ngất, hắn cố gắng từng chút từng chút đập phá bức tường đó, làm tan đi lớp băng kia. Chỉ là bây giờ nàng chỉ mới 20 tuổi, lại từ đâu ra nhiều tâm tư như vậy. Vệ uẩn nhíu mày, không khỏi nghĩ tới nụ hôn vừa rồi. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật hôn của Sở Du thật sự tốt hơn hắn quá nhiều, có lẽ cũng bởi vì người này đã mong nhớ ngày đêm 5 năm năm một khi bắt đầu chủ động là kích thích quá lớn thế như nhiều kiểu như vậy quả thật là thứ hắn không hề nghĩ đến nàng trong lòng vệ uẩn chua sót mà ý thức được năm đó nàng liều lĩnh không để ý tới muốn đào hôn với cố sinh như vậy có lẽ không phải là sự xúc động nhất thời trước khi thành hôn mà là đã sớm có nguyên nhân vừa nghĩ như thế suy nghĩ của hắn liền có chút không khống chế nổi lúc trước bọn họ đã làm đến một bước đó thứ không nên có đến cuối cùng suy cho cùng thì tối hôm qua hắn đã nhìn thấy màu đỏ. Hôn thì dĩ nhiên là hôn rồi. Vệ uẩn càng nghĩ thì hình ảnh trong đầu càng thêm phong phú, hơn nửa đêm hắn cảm thấy trong lòng chua xót lại khó chịu, mãi đến khi người trong ngực trở mình, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Bây giờ người này đã ở đây, hắn lại suy nghĩ nhiều làm gì chứ? Chỉ là năm đó nàng bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng cố sinh lại vẫn cứ sợ rồi. Mặc dù mọi người đều cảm thấy cố sinh cũng chỉ là vì giữ mạng, có thể thông cảm được, nhưng đối với sở du nhỏ tuổi, có lẽ chính là phản bội rồi nhỉ. Vệ uẩn nhất thời bổ não với vô số suy nghĩ sở du năm 15 tuổi bị cố sinh vứt bỏ như thế nào, hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa căm giận. Hắn đưa tay muốn ôm nàng, lại sợ quấy rầy nàng ngủ, trái lo phải nghĩ, hắn cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, liền ôm sở du mê mang tiếp đi, chờ đến gần giờ mão, hắn tỉnh lại, nhặt y phục rồi lặng lẽ mở cửa sổ ra, nhìn xung quanh vắng lặng thì vụng trộm chạy ra khỏi phòng, quay về phòng mình trở lại phòng mình chiếc giường mà trước kia hắn đã ngủ quen đột nhiên hắn cảm thấy hơi cứng lạnh lẽo không dễ chịu chút nào hắn suy nghĩ một chút rồi đứng dậy gọi người tiến vào phân phó ngươi đến nhà cố sinh tạo ra cái khe hở lên bánh xe trên xe ngựa của hắn khe hở thị vệ có chút khó hiểu vệ uẩn gật đầu đúng vết tích đừng quá rõ ràng chờ đến lúc hắn vào triều sớm bánh xe có thể bể là tốt nhất thị vệ càng mù mịt nhưng nghĩ tới thủ đoạn luôn cao thâm khó dò của vệ uẩn hắn ta cũng không dám hỏi nhiều nghe lời lui xuống vệ uẩn phân phó xong chuyện này trong lòng thoải mái được một chút hắn ngã xuống giường rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi nếu như muốn đầu độc ở cố phủ thì đây có lẽ là một chuyện rất khó ám sát ở cố phủ cũng vô cùng gian nan nhưng muốn động vào một chiếc xe ngựa ở hậu viện độ khó của chuyện này đối với ám vệ của vệ gia mà nói là thuộc về nhiệm vụ tương đối thấp rồi nhưng ám vệ vẫn dựa theo lời dặn dò của vệ uẩn nghiêm túc dùng nội lực đập một tay vào trên bánh xe trung chấn một cái cho bên trong nát bên ngoài còn nguyên toàn bộ bánh xe nhìn qua gần như không có bất kỳ vết tích gì chờ đến giờ mão cố sinh thức dậy sau khi rửa mặt rồi vào triều an vị trên chiếc xe ngựa này đi đến hoàn thành lộ trình được một nửa thì bánh xe ở trên đường đột nhiên vỡ nát chia năm xẻ bảy ngựa còn đang chạy xe đột nhiên xông về phía trước cố sinh còn đang ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần thì bị sự bất ngờ này làm cho cả người lăn ra ngoài cũng may là ám vệ tới nhanh trực tiếp nhất người ra ngoài mới không bị xe ngựa đụng vào sau khi cố sinh bị ám vệ nâng lên thì lập tức nói ra thị vệ đi dắt ngựa sau khi kiểm tra trên dưới một phen thì tiến lên nói đại nhân có người động tay động chân vào bánh xe khuôn mặt cố sinh không đổi sắc trong lòng hắn suy xét một chút có thể làm ra hành vi mang tính trả thù ngây thơ như vậy một lát sau cố sinh đen mặt. Hắn ta mắng một tiếng, thằng nhảy ranh. Sau đó, hắn ta phất tay áo rời đi, tạm thời để người ta nâng kiệu đi, lúc này mới một lần đến đi về phía hoàng cung. Một đoạn nhạc đệm này bị thị vệ xem như một tiết mục ngắn mà nói với vệ uẩn, vệ uẩn vừa rửa mặt vừa nghe, cảm thấy tình trạng cả ngày đều tốt lên. Chờ sau khi đánh răng rửa mặt xong, vệ uẩn đến đại đường dùng bữa sáng, lúc này cả nhà đều ngồi trong đại đường, tưởng thuần và liễu tuyết dương cười cười nói nói, sở du cúi đầu hút cháo vệ uẩn vừa nhìn thấy sở du thì không nhịn được cười nụ cười này tới một cách khó hiểu tưởng thuần không nhịn được nói xem ra là tiểu thất của chúng ta gặp việc vui gì đó rồi nhị tẩu nói đùa rồi vệ uẩn đi lên phía trước thản nhiên ngồi xuống thị nữ bên cạnh đã đưa bữa sáng lên bàn hắn vệ uẩn nước mắt nhìn liễu tuyết dương chỉ là trông thấy trong nhà hòa thuận trong lòng vui vẻ tiểu thất nói đúng đó liễu tuyết dương thở dài người một nhà hòa thuận vui vẻ là quan trọng nhất nói xong liễu tuyết dương nhìn về phía vệ uẩn lại nói lần này con về mấy ngày sợ là sẽ đi ngay vẻ mặt vệ uẩn thay đổi nhàn nhạc nói bây giờ sợ là sẽ có biến động lớn hôm nay con phải đến thuận thiên phủ một chuyến trên dưới trong phủ đều nghe theo sự sắp xếp của đại tẩu nghe thấy lời này sở du và tưởng thuần cũng không thấy kỳ lạ hai người bọn họ đều đã biết hết kế hoạch của vệ uẩn ngược lại là liễu tuyết dương ngẩn người một lát sau, trên mặt bà lộ ra sự vội vã, là có chuyện gì xảy ra? Con muốn đi thuận thiên phủ làm gì? Con muốn đến thuận thiên phủ giải oan cho phụ huynh con. Lời này khiến liễu tuyết dương có chút mơ màng, nhưng vừa nghĩ tới trượng phụ và nhi tử, hốc mắt liễu tuyết dương vẫn có chút nóng lên, bà càng giọng nói, chuyện này, không phải bốn năm trước đã sáng tỏ rồi sao? Bây giờ Triệu Nguyệt và Diêu Dũng còn sống thì tính là sáng tỏ cái gì? Vẻ mặt vệ uẩn bình thản sở du không khỏi nhìn hắn nhiều hơn năm đó khi nói lên những lời này vệ uẩn luôn phải kiềm chế bản thân mới không khóc lên nhưng bây giờ người thanh niên này cũng đã có thể thông dong bình tĩnh nói đến chuyện đã thay đổi cuộc đời hắn mà sau khi liễu tuyết dương nghe thấy lời này vẻ mặt bà kinh hãi con nói cái gì con nói bệ hạ bây giờ bà bà sở du mở miệng nói chúng ta cùng đi với tiểu thất đi vệ uẩn nhìn về phía sở du sở du nhìn ánh mắt hắn vẻ mặt nàng cứng cỏi lại bình tĩnh sự việc như thế nào hôm nay tiểu thất sẽ tuyên cáo với thiên hạ đây không phải là chuyện riêng của tiểu thất là chuyện của vệ phủ đệ ấy vì phụ huynh của đệ ấy con vì trượng phu của con bất kể như thế nào công đạo này con phải cùng tiểu thất đòi lại cho thế tử nghe thấy lời này liễu tuyết dương đỏ mắt gật đầu nói vậy các con chờ ta một chút ta đi thay bộ y phục lại tới nói xong tưởng thuần đỡ liễu tuyết dương đi ra ngoài Sở Du bưng trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói, ta cũng đi thay y phục thôi. Vệ Uẩn đáp lời, bây giờ ở trong phòng chính là tùy tùng quen thuộc của hai người bọn họ, Sở Du đi được hai bước, cuối cùng vẫn dừng lại. Ta nhắc đến ca ca của chàng, trong lòng chàng có khó chịu không? Vệ Uẩn dương mắt nhìn nàng, Sở Du bình tĩnh nói, nhưng đây quả thật là việc ta nên làm vì huynh ấy. Thư phóng thê năm đó chàng ký cho ta, bốn năm trước, ta đã không còn là thê tử của huynh ấy nữa. Nhưng năm đó việc mà thê tử nên làm lại không làm, ta muốn vào hôm nay kết thúc vì huynh ấy. Xin giải thích, thư phóng thê là đơn ly hôn để vợ được tự do vào thời nhà Đường. Thời nhà Đường là một trong những thời kỳ người phụ nữ Trung Hoa được tự do và sống phóng khoáng nhất trong lịch sử cổ đại của Trung Hoa. Về sau, từ thời Tống đến thời Mãn Thanh là thời kỳ nam giới đối với phụ nữ khắc khe nhất, áp dụng bao nhiêu hủ tục như bó chân chẳng hạn. Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn chậm rãi nở nụ cười nàng vì huynh trưởng của ta mà làm đến bước này người nên cảm kích là ta nói xong hắn chậm rãi đứng dậy a du chúng ta sẽ có khởi đầu mới trong lòng nàng đừng có quá nhiều gánh nặng sở du gật đầu nàng xoay người đi về phòng nàng chải búi tóc để lưỡng bát tấn đội kim quan chín cây trâm hoa trên hai bên tóc mai có gắn tổng cộng chín cái hoa điền nhìn sang trọng xa hoa quý khí bức người sau đó nàng thay lớp áo giữa mỏng bên ngoài khoác địch y màu xanh lam trên vạt của địch y lại theo chín đôi chim đối xứng nhau lại dùng màu son may giác vàng lên ống tay áo và rìa vạt áo phủ văn đang xen với cổ áo vạt vải xanh đỏ đang chéo nhau ở trước thân để che đi đầu gối bên trên lại theo hai cặp chim đứng đối diện nhìn nhau như vỗ cánh sắp bay đây là quan phục mệnh phụ nhất phẩm của nàng nhiều năm như vậy nhưng nàng gần như chưa từng mặc bây giờ mặc đến lại cảm thấy có một loại áp lực vô hình ở trên người nặng nề như vậy nàng mặc y phục cáo mệnh này đi ra ngoài tiến vào đại đường đã trông thấy liễu tuyết dương cũng mặc y phục tương tự sớm đã ở đó chờ tưởng thuần cũng thân mang y phục tay áo lớn màu đỏ thắm đi theo bên cạnh liễu tuyết dương liễu tuyết dương trông thấy sở du hai người mỉm cười đối mặt hành lễ mặc bộ y phục này thứ lộ ra rõ hơn chính là phẩm cấp chứ không phải là quan hệ trong nhà của hai người vệ uẩn mặt triều phục trông thấy hai người không biết làm sao mà hắn lại đột nhiên nhớ lại năm mười lăm tuổi đó hắn từ trong hoàng cung đi ra. Khi đó mưa rơi tầm tã, sở du lễ loi một mình quỳ gối trước cửa cung, phía sau là 132 tấm bài vị của vệ gia, đứng ngạo nghễ trong mưa gió. Hắn nhìn nữ nhân mang trang phục của mệnh phụ, trong cổ có vô số cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, hắn gian nan nở nụ cười. Mẫu thân, tẩu tẩu, hắn giống như nói đùa, năm đó con không có mặt, lần này, con cuối cùng cũng ở đây. Nghe thấy lời này, ba người hơi sững sờ, lại là sở du kịp phản ứng đầu tiên là hắn đang nói cái gì nàng nhẹ nhàng cười tốt nàng ôn hòa nói lần này do đệ dẫn chúng ta đi đòi công đạo thiếu niên trẻ con ngày xưa bây giờ đã chống đỡ được trời đất rồi vệ uẩn mang theo ba người sở du liễu tuyết dương và tưởng thuần đi bộ đến trước thuận thiên phủ mặt trang phục lộng lẫy đi bộ đương nhiên sẽ kinh động đến bách tính vây xem rất nhiều bách tính không biết chuyện gì xảy ra đi theo sau lưng bọn họ muốn biết bọn họ đi đâu mặc y phục như thế là mệnh phụ nhỉ cáo mệnh nhất phẩm ta biết phu nhân kia đây không phải là thiếu phu nhân vệ gia năm đó quỳ gối ở cửa cung sao đúng 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 có người đáp lời bây giờ nàng ấy đã là đại phu nhân vệ gia vậy người phía trước nàng ấy là ai là vệ hầu gia có người sợ hãi kêu lên là tiểu hầu gia năm đó mang năm ngàn kinh kỵ binh đến thẳng vương đình bắc địch người kia kêu lên đám người xôn xao nhất thời nghị luận ầm ĩ. Vệ Uẩn dẫn người nhà thông dong đi về phía trước, dường như chẳng quan tâm đến âm thanh ở bên cạnh. Biết được tên của Vệ Uẩn, dòng người càng ngày càng nhiều. Năm đó sau khi cả vệ gia còn sót lại vệ uẩn, mặt trận một đường co lại đến thiên môn quan, suýt chút nữa đánh vào hoa kinh, bây giờ bách tính hoa kinh vẫn nhớ rõ, thiên môn quan khói lửa cuồn cuộn, bách tính tranh nhau bỏ chạy ra bên ngoài, là vị thiếu niên lang này một thân kinh kỵ binh từ bên ngoài cung mà ra, thẳng đến cửa thành hoa kinh, dẫn tinh binh giết tới Thiên Môn quan sau trận chiến kịch liệt, Thiên Môn quan đã được giữ lại. Mặc dù không biết sự đấu tranh trong cung vào năm đó nhưng mọi người lại biết, người bảo vệ được Thiên Môn quan là vệ uẩn, lúc ở tiền tuyến khổ cực chèo chống, người lấy lực lượng một người để ép lui bắt địch rút quân về nước cứu gấp gáp là vệ uẩn, sau lần đó, hắn vẫn luôn ở tiền tuyến, nhiều lần lãnh binh đi vào thủ phủ, đánh cho đại sở xuất hiện ưu thế tuyệt đối, người dẫn một đường thu lại đất đã mất cũng là vệ uẩn. Sau khi vệ gia ngã xuống, đại sở bất bên sau khi vệ gia đứng dậy một lần nữa mới có thể phản kích khôi phục sự vinh quang lúc chiến loạn vệ uẩn canh giữ phía trước lúc bách tính không có chỗ ở cố định vệ gia mở kho cứu tế lương thực lúc bách tính lưu vong khắp nơi vệ gia lấy từ châu mà mình thu được cho bọn họ việc làm và nơi ở bách tính không hiểu sự đấu tranh trong triều đình bọn họ không biết chuyện ngươi lừa ta gạt ở tầng cao kia thế nhưng ân tình thấy được này lại thật sự tồn tại bách tính vui vẻ đi theo sau lưng vệ uẩn thiếu niên to gan gọi tên vệ uẩn nói tiểu hầu gia tiểu hầu gia nhận ta làm thị vệ của ngài đi vệ uẩn nghe thấy bách tính gọi tên hắn gọi tên vệ gia tâm niệm hắn rung động không tự chủ được mà quay đầu nhìn thoáng qua sở du ngoại trừ đánh trận chuyện còn lại đều là do sở du dùng danh nghĩa của vệ gia để làm hắn chống đỡ đại sở nàng chống đỡ vệ gia giữa ánh mắt nhìn nhau cổ họng vệ uẩn nghẹn ngào hắn cảm thấy mình không thẹn với mọi người lại duy chỉ có đối với người sau lưng này hắn bỏ ra quá ít quá ít rồi sở du không thể hiểu rõ sự cảm kích trong mắt hắn nàng nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ hỏi hầu gia sao vậy vệ uẩn lắc đầu hắn bước nhanh hơn đi về phía trước từ vệ gia đến thuận thiên phủ chỉ có lộ trình một nén nhang lúc đến trước cửa thuận thiên phủ trời vừa mới sáng xung quanh cũng đã có người bu đầy hôm nay có gánh hát ở cách đó không xa dựng đài hát khí khúc miễn phí bách tính đều sang đây xem náo nhiệt hôm nay đã sớm có rất nhiều người. Vệ uẩn dẫn ba nữ nhân dừng lại trước thuận thiên phủ, trước thuận thiên phủ có một cái trống lớn đứng thẳng, trống to kia vốn để dùng cho bách tính minh quan, chỉ có bản án vốn nên quản lý vượt ra khỏi năng lực cai quản, hoặc là án quan lớn quan trọng mới có thể gõ vào mặt trống này. Vì không để cho bách tính tùy ý gõ trống, một khi thuận thiên phủ thụ lý thì người gõ trống phải đi qua tấm đinh trước, sau đó mới mở công đường thẩm án. Cho nên có rất ít người đến nơi này báo án giờ phút này vệ uẩn đi lên phía trước bách tính vây xem đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ xì xào bàn tán nói là vụ án gì mà cần vệ tiểu hầu gia tới đây đánh trống chẳng lẽ là vì vụ án bạch đế cốt năm đó sao không phải năm đó đã làm sáng tỏ là khuyết điểm của tiền thái tử sao còn có oan gì mà nói rõ bách tính đang nói chuyện dù trống bỗng nhiên đánh lên mặt trống tiếng trống vừa trầm lại ổn vang vọng phủ nha của thuận thiên phủ vệ uẩn của trấn quốc hầu phủ vệ uẩn cất giọng mở miệng đến thuận thiên phủ cầu một công đạo tiếng trống không nhanh không chậm một cái lại một cái nghe thấy tiếng trống này tất cả mọi người im lặng mặt trời từ ngọn núi bên cạnh từng chút từng chút mọc lên ánh sáng từng tấc từng tấc chiếu vào trong thành ánh sáng kia lặng yên không tiếng động mà đến trong tiếng trống bao phủ bách tính và hoàn thành này người càng tụ tập càng nhiều mà bên trong thuận thiên phủ thì không có ai dám đi mở cửa thuận thiên phủ doãn ở nội đường đi tới đi lui lo lắng nói Vệ uẩn này bây giờ có thân phận gì, ta có thân phận gì? Người hắn muốn cáo trạng nào có phải là người mà ta chọc nổi? Người đã đi lâu như vậy rồi mà bệ hạ cũng không đưa tin cho ta, sư gia, người nói xem ta nên làm gì? Sư gia ngồi một bên nghiêm túc suy tư nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên, đột nhiên nói, đại nhân, chuyện này không đúng. Ồ. Ngài nói xem, trong hoàng thành này, người bây giờ có quyền thế hơn vệ hầu gia có được mấy người? Nếu hắn có quan quốc thì có thể trực tiếp tìm bệ hạ nói rõ, bây giờ đến đây tìm chúng ta là làm gì vậy? Đúng, Thuận Thiên Phủ Doãn sốt ruột nói, chuyện mà bản thân hắn cũng không quản được, ta có thể quản sao? Cho nên vệ đại nhân đây không phải là hướng về phía ngài mà tới, sư gia chậm rãi nói, hắn đây là hướng về phía bách tính mà tới. Thuận Thiên Phủ Doãn ngẩn người, sư gia tiếp tục nói, đại nhân, ngài còn nhớ chuyện năm đó vệ đại phu nhân quỳ ở cửa cung không? Vệ gia hắn ở trong dân chúng có danh vọng cao như vậy, năm đó chính là dùng đến bách tính để ép tiên đế ra mặt, muốn ép đương nhiên cũng là ép vị kim thượng kia. Thuận Thiên Phủ Doãn có chút không hiểu, hắn muốn ép bệ hạ làm gì? Sư gia cười khẽ, cái này, có lẽ phải chờ ý chỉ của bệ hạ đến mới biết được. Vậy bây giờ ta nên làm gì? Thuận Thiên Phủ Doãn hoàn toàn mất hết chủ ý, sư gia đông đưa cây quạt ngồi xuống, cười nói, yên lặng theo dõi biến đổi. Mà cùng lúc đó, Triệu Nguyệt ở trong cung, nghe thấy cấp báo của Thuận Thiên Phủ ở bên dưới thì im lặng không nói. Hắn ta biết vệ uẩn sẽ có hành động, nhưng lại không nghĩ tới hành động của vệ uẩn đến nhanh như vậy. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của hắn ta. Vệ uẩn là vì chuyện năm đó mà muốn phản rồi. Triệu Nguyệt im lặng một lát, hắn ta nhấc bút lên, quả quyết nói, tuyên chỉ xuống, tứ hôn vệ gia đại phu nhân sở du cho cố sinh. Triệu Nguyệt nhanh chóng viết xong thánh chỉ thứ nhất, đè ngọc tỷ xuống sau đó triệu nguyệt trầm giọng cắn răng nói lập tức phái binh đuổi bắt diêu dũng đều đi theo trẫm đến thuận thiên phủ sau khi nói xong triệu nguyệt vội vàng đi ra ngoài trương huy đi theo sau lưng triệu nguyệt lo lắng nói bệ hạ ngài đi nhanh như vậy làm gì bây giờ vệ uẩn chính là muốn nắm bím tóc của trẫm trẫm có thể nào khiến hắn toại nguyện triệu nguyệt gầm nhẹ một tiếng sau đó gần như là chạy ra ngoài hắn ta quá hiểu rõ vệ uẩn muốn làm gì bây giờ vệ uẩn muốn binh có binh muốn lương có lương thứ duy nhất hắn thiếu để phản chính là một lý do vô lý mà phản là họa nước loạn dân dù cho là tay cầm tinh binh lương tướng có thể nhất thời đánh hạ hoa kinh nhưng cũng ngồi không lâu với tính cách của vệ uẩn hắn muốn động thủ hắn muốn thiên hạ làm sao có thể không cho mình một con đường lui tùy ý giết vua là họa nước loạn dân nhưng mà giết hôn quân thì gọi là thay trời hành đạo hắn ta không thể cho vệ uẩn lý do này được Bây giờ vệ uẩn đương nhiên là muốn lấy chuyện bạch đế cốc để viết văn, sau đó để bách tính cảm thấy hắn ta ép vệ gia. Nhưng nếu cướp được tiên cơ, để dư dũng ra đền tội, mình thì cắn chết không nhận chuyện bạch đế cốc, lại quỳ xuống diễn trò xin lỗi vệ uẩn, cầu hắn đừng khiến thiên hạ náo động. Một phen như vậy, vệ uẩn cũng không có cách nào. Dù sao thì hắn ta bây giờ cũng là hoàng đế, là một hoàng đế đã làm minh quân nhiều năm. Nghĩ tới đây, trong lòng triệu nguyệt thả lỏng hơn rất nhiều nhưng hắn ta vừa ra khỏi cung người của vệ uẩn đã trực tiếp đi về phía thuận thiên phủ trong đám người một tiếng chim quyên kỳ lạ kêu lên vệ uẩn nhìn phương hướng kia một chút thì biết triệu nguyệt đã xuất cung tiếng gõ trống của vệ uẩn bỗng nhiên lớn lên hắn giống như không có kiên nhẫn nâng cao giọng nói đại nhân vì sao thuận thiên phủ không mở cửa là trống này của thuận thiên phủ đã mất tiếng là sự trong sạch trong thiên hạ này đã mất hay là trên đời này đã không có công đạo nữa đại nhân vệ uẩn gõ trống hắn nén nước mắt khàn giọng lên tiếng bảy vạn nam nhi của bạch đế cốt ngươi muốn nhìn bọn họ oan ức như vậy mà đi nhìn hung thủ giết bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật nhìn kẻ cầm đầu hại cho đại sở bấp bên bây giờ ngồi trên ngai vàng nhận sự triều bái của vạn người nhìn người tốt trên đời này ôm hận nơi chính suối kẻ ác thì thêm vinh hoa sao nghe thấy lời này mọi người tại đây đều giật nảy mình thuận thiên phủ doãn và sư gia đưa mắt nhìn nhau phía trên ngai vàng môi thuật. Thuận thiên phủ doãn run rẩy ông ta tựa như không thể tin người hắn muốn tố cáo là ai thuận thiên phủ doãn hỏi ra vấn đề này trong lòng lại đã có đáp án mà bên ngoài sau khi bách tính ngay người nhất thời bỗng nhiên kịp phản ứng lại sau khi trầm mặt một lát một người từ trong đám người lớn ra ngoài lo lắng nói vệ hầu gia năm đó không phải thái tử tin lầm gian tế chỉ thị sai dẫn đến một trận thảm bại kia sao lúc trước triệu nguyệt vì bảo vệ diêu dũng lại muốn rửa sạch sự bất công của vệ gia, thế là hắn ta để một mình thái tử gánh chịu tất cả trách nhiệm. Sở du dương mắt nhìn về phía hắn ta, nhíu mày, ngươi là người phương nào? Tiểu nhân tên là Hà Tái Sơn. Người kia quỳ xuống, đỏ mắt nói, trận chiến bạch đế cốc năm đó, ca ca của tiểu nhân cũng ở trong đó. Nói xong, trong đám người là một mảnh tiếng thổn thức, sở du thở dài, tiến lên tự tay đỡ người kia dậy, vị huynh đệ này đứng lên trước đã. Người kia quỳ trên mặt đất, lắc đầu nói còn xin hầu gia nói cho tiểu nhân biết chân tướng năm đó sở du không lên tiếng nàng nhìn về phía vệ uẩn vệ uẩn gõ trống giọng nói bình tĩnh có lực năm năm trước tân quân của bắc địch thượng vị bắc địch đang gặp thiên tai tân quân có ý muốn chinh phạt phía nam chuyển dời áp lực lúc ấy cha ta làm chủ soái biết được ý đồ của bắc địch thế là chỉ thủ không công đại sở có tinh binh lương tướng binh mã đầy đủ bắc địch khổ sở đánh hai tháng chưa lấy được một thành nào lúc này có một người của đại sở hiến kế cho bắc địch để bắc địch lợi dụng đại sở mà xếp gian tế bắc địch vào đó truyền lại tin tức cho đại sở nói là bắc địch có bảy vạn binh mã mai phục ở bạch đế cốc sẽ giả vờ như thua trận phục kích nghe đến đó trong đám người có tiếng mắng một người đại sở phản quốc như thế mưa gió mấy năm nay đều do người này mà nên ai lại không mắng vệ uẩn tiếp tục gõ trống một cái lại một cái giang tế này chính là thủ hạ của diêu dũng Diêu Dũng vì tranh công đoạt lợi mà đưa tin tức cho cha ta trước, cha ta không chịu xuất binh, thế là Diêu Dũng để tiền thái tử tạo áp lực cho cha ta, ép cha ta ra trận. Sau đó vào lúc tin đồn của Bắc địch chạy tán loạn như thế, cha ta dẫn sáu vị huynh trưởng của ta truy kích, hai vị trong số đó chia binh thành hai đường bọc đánh từ phía sau, một đường khác thì chờ ở bên ngoài để đề phòng bất trắc, ba đường cuối cùng đi theo cha ta vào cốc. Lúc ấy cộng thêm binh lính của thủ hạ Diêu Dũng trốn trong từng, tổng cộng có đủ 16 vạn tướng lĩnh. Nhưng mà sau khi đến Bạch Đế Cốc rồi khai triển, Diêu Dũng lại phát hiện ra, hóa ra tin tức lúc ấy lấy được là giả, tướng sĩ bắt địch ở Bạch Đế Cốc có khoảng 20 vạn. Diêu Dũng tiếc mạng, không dám đối chiến, thế là hốt hoảng chạy trốn, nhưng trước khi trốn thoát, hắn sợ chuyện mình lâm trận bỏ chạy truyền ra ngoài, thế là hắn thông báo cho ba huynh trưởng canh giữ ở bên ngoài của ta, để huynh trưởng của ta đi vào nghĩ cách cứu viện cha ta. Nói xong, bàn tay nắm dùi trống của vệ uẩn bắt đầu run rẩy, giọng nói hắn khàn đi hắn nhắm mắt lại, chỉ sợ sát ý và nước mắt trong mắt sẽ trào ra trước mặt nhiều người như vậy. Bảy vạn binh sĩ, trông xương như vậy, nhưng vì sao bọn họ chết? Vệ uẩn bỗng nhiên lên giọng, là bởi vì người đại sở dân kế sách kia, là bởi vì lòng người hiểm ác bên trong đại sở kia. Bọn họ không phải chết vì bảo vệ quốc gia mà là chết trong tay hoàng quyền này, chết giữa lòng người này. Mà các ngươi có biết, người hiến kế kia là ai không? Lại vì sao mà muốn làm ra chuyện không bằng heo chó này không? là ai? Có người kích động hô lên một tiếng, trong tiếng hô kia mang theo tiếng khóc nức nở, giống như là người thân của người năm đó. Bên trong cửa lớn, đám người thuận thiên phủ lẳng lặng nghe tiếng quát to kia, lại có chút hoảng hốt. Mà trong đám người, có người một thân áo đỏ, hai tay khép trong tay áo, cũng lẳng lặng nghe. Vệ uẩn từ từ nhắm hai mắt, nước mắt cũng không dừng được nữa, liên tục rơi. Người kia, vốn là con của Tần Vương. Hắn càng giọng lên tiếng, có người không biết rõ lắm về chuyện triều đình vẫn mờ mịt nhưng càng nhiều người hơn đã tràn đầy khiếp sợ bọn họ bắt đầu biết được vì sao vệ uẩn đứng chỗ này mà không phải là đến đại điện trong hoàng cung để cầu công đạo bởi vì bây giờ công đạo này thiên tử đó không cho được chỉ có bản thân hắn chỉ có giang sơn bách tính này là có thể cho hắn năm đó tần vương biến động lớn hắn được cố gia và trưởng công chúa liên thủ bảo vệ trưởng công chúa chẳng qua là thương xót thiếu niên hắn hy vọng hắn có cuộc đời khác nhưng mà hắn lại lòng lan dạ thú, một lòng muốn leo lên hoàng vị. Lúc đó cha ta và Diêu Dũng chính là phụ tá đắc lực của tiên đế. Thế là hắn nuôi dưỡng Giang Tế, đưa đến phủ Diêu Dũng, vài năm sau, chính là Giang Tế kia, đưa phong thư này, đến tay Diêu Dũng. Nghe thấy lời này, trong đám người, thẩm hữu lẳng lặng nhắm mắt lại. Năm đó chính là hắn ta, hắn ta mang một luồng nhiệt huyết đền ơn đất nước, hắn ta cho rằng đây là vì quốc gia, vì báo thù cho mẫu thân nên liều chết đưa tin tức kia cho diêu dũng ai biết được lại là giả hắn đoán chắc là diêu dũng không có năng lực lại tàn nhẫn hắn để cho phụ huynh ta và bảy vạn người kia chết ở bạch đế cốc cũng làm cho diêu dũng đi không có đường về từ đó về sau tiên đế bị mất phụ tá đắc lực diêu dũng vì tự vệ mà chỉ có thể một đường chèn ép lương tướng bài trừ người đối lập đại sở từ đó về sau không còn lợi kiếm để đánh ngoại địch nữa sau đó hắn lắc mình biến hóa tân quân xuất hiện cho ta mấy lời hứa hẹn, cùng chống lại bắt địch. Nhưng người này vốn lòng lan dạ sói, dù cho đội lớp da người thì sói vẫn là sói. Những năm này, hắn mặt ngoài là chính nhân quân tử, thật ra thì xa hoa dâm dật. Vì xây dựng lãm nguyệt lâu để cầu niềm vui của phi tử mình, hắn lấy danh nghĩa quân lương để đánh thuế nặng nề. Trong hoàng cung, trưởng công chúa ngồi trước gương, lấy bút kẻ mày tô lại đường kẻ cho mình. Thị nữ quỳ trên mặt đất, cười nói, công chúa đã lâu không vui vẻ như vậy. Ta nghe nói trước cửa Thuận Thiên phủ có tiếng trống vang lên. Vẻ mặt trưởng công chúa bình tĩnh, thị nữ ngẩn người, lại không biết trưởng công chúa có được tin tức ở nơi nào. Trưởng công chúa Tô lại lông mày, nhàn nhạt nói, nên trang điểm thật tốt một chút. Hương Nhi, ngươi nói xem yêu phi trong lịch sử đều chết như thế nào? Nương nương. Thị nữ có chút sợ hãi, trưởng công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, ta hy vọng ta có thể uống rượu độc mà chết, chết như vậy thì nhanh hơn một chút, cũng có thể chết đẹp hơn một chút nương nương nói gì vậy? Thị nữ khó khăn cười lên, sao người lại chết chứ? Trưởng công chúa không lên tiếng, nàng ấy buông bút kẻ mày xuống, tự mình cầm hoa điền rồi nhẹ nhàng dán lên trán. Hương Nhi, nàng ấy dịu dàng lên tiếng, ngươi xem, có đẹp không? Hắn ở trong cung lạm sát kẻ vô tội, một tháng trước, hắn ở trong cung giết hơn 120 cung nữ và thái y, giá họa cho vương đại nhân vương hạ, ép vương gia phản như thế. Mấy năm nay, tất cả hành động việc làm của hắn ta đã điều tra ra toàn bộ đều ở trong cuốn sổ này nếu có còn sót thì xin người bị hại tiến lên đây cùng ta cầu công đạo tiếng nói vừa dứt trong đám người có một nữ tử khóc nhào ra cao giọng hô lên cầu công đạo cầu công đạo đang nói chuyện lục tục có người đi ra quỳ cúi đầu trên mặt đất bọn họ có người thì có người thân chính chiến vào năm đó có người thì có người thân uổng mạng trong cung mà nhiều người hơn thì đứng đó nhưng cũng không rời đi quốc gia này rung chuyển như vậy, ai mà không phải là người bị hại. Thuận Thiên Phủ Doãn đứng trong cửa, ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn kia, ánh mắt đờ đẫn. Ông ta nghe tiếng trống, nghe tiếng khóc bên ngoài, nghe giọng nói khàn khàn của vệ uẩn, ta biết, hôm nay Phủ Doãn Đại Nhân không dám nhận vụ án này. Nhưng chuyện bất công trong thế gian này dù sao cũng nên có người quản, chuyện sai trên đời này dù sao cũng nên có người đền bù, đại sở ta nhật nguyệt ở trên, ban ngày ban mặt, người trong kim điện kia, ít nhất cũng nên ra đây nói một câu. Đang nói chuyện thì nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, cũng chính khoảnh khắc đó, trong đám người có mười mấy mũi tên nhọn bay nhanh về phía vệ uẩn. Sở Du muốn trách của mí mắt, nàng rống to lên, "Tiểu Thất." Nàng chạy như điên lên trước, nhấc tay áo cản lại, bắt lấy mấy cái, vệ uẩn cầm dùi trống, lách mình tránh đi mười mấy mũi tên, nhưng cuối cùng vẫn sơ sẩy, khiến mũi tên kia bỗng nhiên bắn thủng đầu vai hắn, ghim cả người hắn trên dùi trống máu tươi của hắn ròng ròng chảy ra mười sát thủ nhào tới đám người hoảng sợ chạy trốn khắp nơi ngựa của triệu nguyệt vừa đuổi tới trước thuận thiên phủ bị dòng người làm hoảng sợ dẫm đạp xung quanh khiến cục diện càng ngày càng hỗn loạn sở du bảo vệ trước người vệ uẩn không nói một lời thị vệ xung quanh đã sớm phản ứng đi đến bên cạnh tưởng thuần và liễu tuyết dương vệ uẩn rút mũi tên từ bên cạnh rút kiếm của mình ra thở hổn hển nói che chở nhị tẩu mẫu thân đi nói xong, sở du liền cùng vệ ủng vọt về phía liễu tuyết dương và tưởng thuần che chở cho hai người xông tới trước ngựa, tỷ mang theo bà bà lên trước. sau khi sở du dặn dò tưởng thuần một câu thì nói, ta và tiểu thất cản phía sau. tưởng thuần cũng không nhiều lời, gật đầu rồi mang theo liễu tuyết dương lao ra ngoài, thị vệ bao quanh hai người hướng về phía cửa thành. trước cuộc triệu nguyệt cũng kịp phản ứng, biết chuyện đã không thể nào đảo ngược lại, hắn ta dứt khoát nói, ngăn người lại cho trẫm thứ vệ uẩn và sở du đợi chính là câu này nghe thấy lời này hai người mang theo thị vệ còn lại niêm phong lại đường đi sở du cất giọng nói vệ hạ vệ gia chúng ta chỉ muốn đòi công đạo đây cũng là có lỗi sao chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt vệ gia ta ngài mới bằng lòng bỏ qua sao nói bậy nói bạ triệu nguyệt gầm thét lên tiếng nhưng cũng chính trong giây lát này ánh kiếm bỗng nhiên đâm về phía hắn ta triệu nguyệt lại phải liên tục lùi lại cũng may hai ám vệ kịp thời xuất hiện ngăn chặn trường kiếm của vệ uẩn lúc này triệu nguyệt mới ý thức được vệ uẩn chính là hãng tướng lấy đầu người trong vạn quân hắn ta lại không hiếu chiến điều khiển ngựa rời đi vừa đi vừa nói phong thành ngăn tất cả người vệ gia lại cho ta mà giờ khắc này đã chậm rồi ngoài thành truyền đến tiếng công thành sát phạt giờ khắc này ngoại trừ vệ uẩn thì sợ là không có ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì vệ uẩn biết bây giờ chỉ là phô trương thanh thế nhưng lúc triệu nguyệt khiếp đảm hắn bắt lấy tay sở du chém giết đi về phía ngoài thành máu của hắn thuận theo tay mà chảy vào lòng bàn tay sở du sở du quay đầu nhìn hắn mặt mày thanh niên này cứng cỏi tuấn lãng vẻ mặt cương nghị ôn hòa máu tươi đối với hắn là sự gột rửa ở trong thế giới hỗn loạn này hắn thông dong lại thản nhiên nàng chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy cùng một người nắm tay trong mặt trận máu và sự ấm áp đang xen vào nhau hắn ở trong đám người quay đầu nhìn nàng nhìn gì vậy Hắn chỉ khẽ hỏi một chút, nhưng không biết vì sao, Sở Du liền cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó sụp sôi bành trướng, nàng rốt cuộc cũng cảm thấy, mình ở bên cạnh hắn dường như thật sự càng lúc càng giống năm đó. Nàng không nhịn được mà nở nụ cười, thốt ra lời trong lòng, "Vệ Uẩn, nàng cất giọng mở miệng, giống như dáng vẻ không che đậy của thiếu niên kia, đợi sau này Thiên Hạ Thái Bình, ta gả cho chàng được không?" Xung quanh là tiếng người huyên náo, Vệ Uẩn bỗng nhiên cản lại một kiếm, hắn mở mắt ra, bên trong vẻ bình tĩnh mang theo một chút kiêu ngạo được nói xong hắn một cước đá văng phía trước mang theo nàng xông ra khỏi cửa thành ta sẽ vì nàng mà đánh lấy thiên hạ này cầu cho nó thái bình vệ uẩn và sở du một đường giết ra khỏi thành triệu nguyệt khẩn cấp hồi cung mà giữa một mảnh rối loạn này chỉ có một người mang vẻ mặt bình tĩnh không chút hoang mang bình thản yên ổn hắn lẳng lặng nhìn trò khôi hài này cả người giống như là một người ngoài cuộc hoàn toàn tất cả hỗn loạn, dây dưa, kinh cũng đều không có bất cứ quan hệ nào với hắn, mãi đến khi vệ uẩn và Sở Du chạy thoát ra ngoài, hắn mới xoay người, ẩn vào trong đám người, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, hắn mang vẻ mặt sắc bén đi về phía cửa cung. Lúc hắn vào cung thì trong cung đã hỗn loạn tưng bừng, Triệu Nguyệt ở trong ngự thư phòng đã hoàn toàn trấn định lại, hắn ta đứng bên bàn cát, đang dặn dò từng việc cho người bên dưới. Cố Sinh đi tới, quỳ xuống hành lễ, cung kính nói, "Thần Cố Sinh, bái kiến bệ hạ." đứng dậy triệu nguyệt bình tĩnh đưa tay cố sinh đứng một bên sau khi triệu nguyệt cấp tốc bố trí thì hắn ta ngẩng đầu lên đưa tay cho người lui xuống trong phòng chỉ còn lại hai người là cố sinh và triệu nguyệt triệu nguyệt nhìn hắn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười trẫm cho rằng ngươi sẽ đi cùng với vệ uẩn nếu như bệ hạ thật sự cho rằng như vậy thì cho ta thánh chỉ tứ hôn này làm gì cố sinh tìm đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh thản nhiên ngồi xuống rồi rót trà cho mình bệ hạ cho vi thần thánh chỉ này không phải chính là nói cho vi thần biết một khi ta đi theo vệ uẩn thì cả đời cũng không chiếm được vệ đại phu nhân sao chỉ có đi theo ngài mới có đủ quyền thế địa vị để cưới vệ đại phu nhân không phải sao triệu nguyệt nghe thấy lời này thì nhẹ nhàng cười cố đại nhân thật là thông minh bệ hạ cố sinh nghiêm túc nhìn hắn ta lời vệ uẩn nói có phải là thật triệu nguyệt không lên tiếng hắn ta lẳng lặng nhìn cố sinh sau một hồi hắn ta lại cười thật thì thế nào mà giả thì thế nào triệu nguyệt cười như điên trẫm làm sai rồi ngươi cũng cảm thấy trẫm làm sai rồi thuần đức đế loạn thần tặc tử phạm thượng làm loạn cha ngươi chết như thế nào ngươi quên rồi sao trẫm chẳng qua là đang vì ngươi báo thù cho chúng ta mà thôi cố sinh không lên tiếng thân thể hắn run rẩy hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào triệu nguyệt sao ngươi lại biến thành thế này cố gia từng nhận hoàng ân của triệu gia thề cả đời đi theo triệu thị gia gia của cố sinh như vậy phụ thân cũng như vậy. Năm đó Triệu Thị bại trận trong trận cung đấu, phụ thân của cố sinh dùng mạng cứu được Triệu Nguyệt, nhưng khi đó, cho dù là phụ thân của cố sinh cũng không nghĩ tới chuyện nhất định phải làm cho Triệu Gia Đông Sơn tái khởi. Cố sinh vẫn nhớ rõ lời cuối cùng cha mình nói với mình trước khi chết. Nếu như bệ hạ bây giờ khiến Giang Sơn có phúc, vậy thì thôi. Vậy thì thôi. Hoàng vị này ai ngồi hay không ngồi, quan trọng là lê dân bách tính, là chúng sinh cho nên ở đời trước tuy cả đời cố sinh là tiểu nhân nhưng triều đình tranh đấu gay gắt hắn lại chưa bao giờ phụ lòng dân trăm họ năm đó cứu triệu nguyệt một là tình chủ tớ hai là tỉnh nghĩa bằng hữu lúc cứu hắn ta bao gồm cả trưởng công chúa không có bất kỳ ai nghĩ tới thế tử ấm áp mềm mại ngay cả con kiến cũng không đành lòng dẫm chết kia sẽ trở thành dáng vẻ hôm nay nhìn ánh mắt cố sinh trong mắt triệu nguyệt lộ vẻ chán ghét đừng nhìn trẫm như vậy nói xong hắn ta đi về phía cố sinh lạnh giọng nói ngươi và trẫm không có bất kỳ sự khác biệt gì cố sinh ngươi nhìn ngươi xem biết rõ ta đã làm gì không phải ngươi cũng lựa chọn đứng ở nơi này sao triệu nguyệt ngồi xổm xuống ánh mắt giống như rắn độc mà nhìn chăm chú vào trên người cố sinh ngươi và ta ích kỷ lạnh lùng chúng ta cùng một loại người cố sinh ngươi lại có tư cách gì mà nhìn ta như vậy cố sinh không lên tiếng sau một hồi hắn nhẹ nhàng cười người nói đúng Hắn dương mắt, nhìn về phía Triệu Nguyệt, người và ta là cùng một loại người, ta quả thật không có tư cách này. Nói xong, hắn đứng dậy, bây giờ trong bệ hạ đã tính trước mọi người, nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy vi thần không quấy rầy nữa, thần đi đây. Cố Sinh nói xong thì xoay người, nhưng vừa đi được hai bước liền nghe thấy Triệu Nguyệt ở sau lưng nâng cao giọng, "Sở Sinh." Cố Sinh dừng bước, đưa lưng về phía hắn ta, trong giọng nói của Triệu Nguyệt mang theo sự nghẹn ngào, lại vẫn cố gắng ra vẻ cứng rắn hắn ta lạnh giọng nói, đừng phản bội ta. Cố sinh không đáp lời, triệu nguyệt gian nan nói, lúc ta gặp rủi ro, là cố gia ngươi dùng tính mạng cả nhà để cứu ta. Sở sinh, ngươi và ta là huynh đệ nhiều năm, lúc trước ta từng hứa với ngươi, nếu ta làm vua, ngươi làm tướng, ta cũng không nói đùa. Ngươi không phụ ta, triệu nguyệt hàng giọng lên tiếng, mọi thứ ngươi muốn, ta đương nhiên sẽ không phụ ngươi. Cố sinh nghe thấy lời này, nhìn không được cười. Nếu như không phụ, lúc trước hắn cầu cứ sở du hắn ta làm ra một màn đó lại là vì cái gì nhưng mà hắn cũng không để lộ tâm tư này ra chỉ nói từ nay về sau chuyện của người ta không nhúng tay vào nữa chờ chuyện của vệ uẩn qua đi cố sinh quay đầu nhìn triệu nguyệt nợ cũ của ta và người chúng ta lại thanh toán nói xong cố sinh đi ra ngoài đến cổng hắn đi đến chỗ rẻ nói nhỏ với người bên cạnh để triệu công công sắp xếp ta phải mau chóng gặp trưởng công chúa Nghe thấy lời này, người bên cạnh hắn thấp giọng xác nhận rồi nhanh chóng lui xuống. Mà một thị vệ khác sau lưng hắn nhỏ giọng nói, bây giờ đại nhân định làm gì? Cố sinh thản nhiên nhìn hắn ta một cái, cẩu tặc như vậy, ta còn giữ hắn làm hoàng đế sao? Nói xong, hắn bình tĩnh nói, bây giờ danh hào mà vệ uẩn làm ra chỉ là triệu nguyệt vô đức, cho nên hắn muốn giết triệu nguyệt để tế giang sơn. Nhưng sau khi triệu nguyệt chết thì ai làm hoàng đế? Lý gia hay là triệu gia? nhưng mà lý gia đã sớm đấu đá nội bộ không còn người hơn nữa huyết thống vốn cũng không chính bây giờ triệu gia chỉ còn lại một triệu nguyệt triệu nguyệt mà chết thì sợ là các thế lực cắt chia địa bàn thiên hạ đại loạn rồi nói xong trong mắt cố sinh rơi lại ánh sao bình tĩnh nói sợ là vệ uẩn cũng nghĩ đến điểm này bây giờ hắn đang ép ta đấy hắn ép ngài như thế nào thị vệ có chút không hiểu vẻ mặt cố sinh bình tĩnh cái này thì phải chờ gặp được trưởng công chúa mới có thể biết được cố sinh trở về phủ chờ đến nửa đêm trong cung có người tới nhỏ giọng nói đại nhân trong cung đều đã được sắp xếp thỏa đáng cố sinh gật đầu hắn đã sắp xếp vô số tai mắt trong cung bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng hắn hóa trang thành một thị vệ trực tiếp vào cung sau đó được dẫn đến trong tê phượng cung đến tê phượng cung cố sinh rủ mắt không ngẩng đầu hắn cung kính hành lễ quỳ trước người trưởng công chúa thần cố sinh bái kiến công chúa điện hạ đêm hôm qua, vệ uẩn từng cho người đến nói với ta, ngươi sẽ tìm đến ta. Giọng nói trưởng công chúa bể oải, nàng ấy chậm rãi nói, ngươi muốn tìm ta, làm gì? Nghe thấy lời này, cố sinh liền cười. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ cuối cùng vệ uẩn muốn làm gì. Vệ uẩn muốn triệu nguyệt chết, muốn thiên hạ đổi minh chủ, thế nhưng triệu nguyệt mà chết thì sẽ không có người thừa kế hợp lý, thiên hạ tất sẽ đại loạn, sâu trong lòng vệ uẩn cũng không tàn nhẫn như thế. Vệ Uẩn không bằng hắn ở trong cung tích lũy thâm hậu giỏi luồn cuối, thế là Vệ Uẩn để hắn giải quyết. Triệu Nguyệt tính toán lòng người, Vệ Uẩn sao lại không tính toán lòng người? Chỉ là Triệu Nguyệt cảm thấy lòng người luôn luôn độc ác, Vệ Uẩn lại cảm thấy lòng người từ trước đến nay lương thiện. Người khác đều cảm thấy cố sinh hắn nham hiểm tiểu nhân, ngay cả sở du làm bạn một đời có lẽ cũng cảm thấy như thế, đời này, vệ uẩn lại tin hắn. Tin hắn sẽ không lấy vận mệnh của lê dân để đổi lấy sự chấp nhất, quyết thống thuần khiết. Cố Sinh đã hiểu nói không nên lời là cảm giác gì, hắn dương mắt nhìn về phía trưởng công chúa, bình tĩnh nói, "Ta tìm đến trưởng công chúa cũng chỉ để hỏi một câu, công chúa có muốn giết Triệu Nguyệt hay không?" Trưởng công chúa hơi sững sờ, một lát sau, nàng ấy cười khẽ, "Cố đại nhân cần gì biết rõ còn cố hỏi. Ngươi muốn làm gì thì nói đi." Nàng ấy không nói cho Cố Sinh biết, thật ra hôm qua Vệ Uẩn cho người mang tin tức tới không chỉ có tin Cố Sinh sẽ đến tìm, Vệ Uẩn còn nói với nàng ấy mọi thứ nghe theo sự sắp xếp của cố sinh vẻ mặt cố sinh bình tĩnh từ trong tay áo lấy ra hai hộp đồ ta muốn giết triệu nguyệt còn xin công chúa hỗ trợ ánh mắt trưởng công chúa rơi vào trên hai hộp đồ kia sau đó nàng nghe cố sinh tiếp tục nói hai hộp thuốc này một hộp dùng cho trước khi giao hoang làm tăng khoái cảm của con người sau khi sử dụng hai tháng người cùng giao hoang sẽ bắt đầu cảm thấy tay chân tê liệt hai mắt mờ đi thường xuyên đau đầu hai tháng tiếp theo thì sẽ hoàn toàn không thể nói chuyện mắt không thể nhìn tứ chi mất cảm giác không thể động đậy nói xong cố sinh ngước mắt nhìn trưởng công chúa công chúa nở không trưởng công chúa cười lên giết hắn còn nở chuyện này có gì không nở mà thuốc thứ hai cố sinh đẩy hộp thuốc lên trước có thể khiến công chúa giả mang thai đến lúc đó ta sẽ sắp xếp người của thái y viện chuyện công chúa phải làm chính là để bệ hạ lập người này làm thái tử nghe thấy lời này trưởng công chúa nhíu mày nhưng ta không mang thai người sẽ có con cố sinh lên tiếng khẳng định người nhất định sẽ có con trưởng công chúa nhìn dáng vẻ khẳng định như vậy của cố sinh cuối cùng cũng hiểu ra hắn hoàn toàn không thèm để ý đến đứa trẻ này có phải thật sự là huyết thống hoàng thất hay không thứ hắn để ý chỉ là người trong thiên hạ phải cho rằng đứa trẻ này có huyết thống hoàng thất đứa trẻ này theo lý thường thì sẽ kế thừa hoàng vị dựa theo sự sắp xếp của cố sinh hai người bọn họ liên thủ có lẽ là trực tiếp có cơ hội độc chết triệu nguyệt nhưng sau khi giết rồi người thừa kế chưa được xác nhận sợ là thiên hạ từ đây hoàn toàn hỗn loạn cho nên trước khi triệu nguyệt chết nhất định phải có một người thừa kế đã chuẩn bị tốt lấy đó để dẹp loạn những gia tộc coi trọng huyết mạch hoàng thất như cố gia trưởng công chúa hiểu được sau một hồi nàng gật đầu cố sinh cung kính dập đầu cũng không nhiều lời nữa đứng dậy muốn rời đi trưởng công chúa gọi hắn lại cố sinh hắn dừng bước chân lại nghe thấy người sau lưng hỏi Ngươi để sở du cứ thế mà đi. Chấp niệm đó của cố sinh, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Hắn đứng ở cổng, thật lâu không nói, rất lâu sau, hắn cuối cùng cũng nói, ta có thể làm thế nào đây? Đã bao nhiêu lần thả lời, bao nhiêu lần hạ quyết tâm, bao nhiêu lần quyết định phải dùng mọi thủ đoạn để đạt được nàng. Thậm chí buổi sáng nay, khi biết được vệ uẩn đến thuận thiên phủ, hắn cũng dặn dò, phải phong tỏa hoa kinh lại, không tiếc bất cứ giá nào mà giết vệ uẩn thế như khi hắn đi theo sau lưng bách tính nhìn nàng thân mang địch y đi theo sau lưng vệ uẩn nhìn vẻ mặt kiên nghị của nàng nhìn nàng cao quý lại dịu dàng đứng trước cổng chính của thuận thiên phủ ánh mắt chiếu xuống người nàng nghe tiếng vệ uẩn đánh trống từng tiếng từng tiếng nghe vệ uẩn nói về oan khuất của vệ gia đó mặc dù là oan khuất của vệ gia nhưng hắn từ trong những lời nói này mà một lần nữa vẽ ra con đường mà nàng đi trong mấy năm nay trong đám người hắn nghe người ta nói đến chuyện năm đó nàng quỳ ở cửa cung nghe về những thứ mà nàng trải qua, nàng gặp phải trong khoảng thời gian hắn không có ở đây. Sở du xa lại như thế. Cả đời trước, hắn đứng ở hàng nhân thần nhưng cũng không kiếm cho nàng một cáo mệnh nhất phẩm. Mà bây giờ nàng gả vào vệ gia, lại trở thành nữ tử xinh đẹp, tao nhã, thản nhiên như vậy. Đó là thứ mà cả đời hắn chưa từng cho nàng. Lúc nàng và vệ uẩn nắm tay nhau rời đi, lúc nàng ngẩng đầu nhìn người ta rồi nở nụ cười, hắn bỗng nhiên giật mình, hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười như thế, đã trọn vẹn gần 37 năm. 37 năm trước, khi nàng rút kiếm mà đến, chính là khuôn mặt ngay thẳng lại đường hoàng như vậy. 37 năm sau, nàng trải qua gió sương mưa tuyết, cuối cùng cũng về lại dáng vẻ năm đó. Hắn có thể làm thế nào? Đau của hắn không rơi xuống, tay của hắn lại không buông ra. Cố sinh chết lặng mà đi ra khỏi cung, ngồi kiệu đi vào cố phủ, Cố phủ không có sở du dường như không có gì khác biệt so với hắn ở đời trước, vẫn lạnh lẽo, âm u như cũ, không có bất kỳ sự rực rỡ và ấm áp nào. Hắn nhìn người đến người đi, hạ nhân tiến lên vấn an. Rất lâu về sau, hắn không thể kìm được mà che mặt mình, run rẩy, ngồi xổm xuống. Hắn đột nhiên không rõ, đời này trọng sinh có ý nghĩa gì. Nếu như trọng sinh lại, chỉ là muốn khiến hắn hoàn toàn mất đi sở du, vậy thì tại sao, lại phải để hắn ở trên đời này, một lần nữa bị giày xéo lăng trì như vậy. Sở Du và vệ uẩn dẫn người vệ gia, được 5.000 binh mã của tầng thời Nguyệt Hộ Tống một đường chạy như điên về phía địa điểm gần nhất do vệ gia kiểm soát tại Côn Châu, Hoài Thành. Sau khi vào Hoài Thành, vệ uẩn lập tức phân phó tầng thời Nguyệt đi điều binh đến Hoài Thành phòng thủ khống chế, sau đó chạy thẳng tới phủ đệ dừng chân, để sở Du sắp xếp cho Liễu Tuyết Dương và Tưởng Thuần, đồng thời bảo thẩm vô song đến phòng hắn. Sở Du nhìn thoáng qua vết thương trên người vệ uẩn, trên mặt nàng không thay đổi sai bình tĩnh sắp xếp cho tưởng thuần và liễu tuyết dương đi nghỉ ngơi nàng vội vàng đến chỗ vệ uẩn thẩm vô song đang bôi thuốc cho vệ uẩn vệ uẩn không còn dáng vẻ ráng chống đỡ trước đó sắc mặt hắn trắng bệch nghiêng dựa vào bên giường dáng vẻ dường như rất mệt mỏi sở du đi qua nhận lấy băng gạc và thuốc trong tay thẩm vô song nhàn nhạt nói để ta thẩm vô song nhìn sở du rồi nhanh chóng nhường chỗ hắn ta nói với sở du chuyện không lớn lắm người yên tâm chỉ là một chút ngoại thương, một tháng tuyệt đối sẽ lành lại. Sở Du gần một tiếng, Thẩm Vô Song sờ lên mũi, biết tình hình không tiện, hắn ta nhanh chóng nhặt hòm thuốc lên nói, vậy các ngươi từ từ nói chuyện, ta không quấy rầy nữa, đi trước đây. Nói xong, Thẩm Vô Song liền chạy mất, trước khi đi vẫn không quên báo cho người ta biết rồi mang theo tất cả mọi người cùng rời đi. Trong phòng lập tức chỉ còn lại Sở Du và Vệ Uẩn, Sở Du không nói lời nào, Vệ Uẩn chột dạ, cũng không dám mở miệng sở du bôi thuốc cao này lên cho vệ uẩn rồi dùng băng gạt quấn từng vòng từng vòng động tác dịu dàng thuần thuộc ngược lại khiến vệ uẩn có chút bất an a à, du vệ uẩn có chút khó nhọc mà nói nàng mắng ta đi ta mắng chàng làm gì giọng nói sở du nhàn nhạt cũng không nghe ra được vui buồn vệ uẩn rủ mắt xuống chân thành nói sát thủ là do ta sắp xếp một mũi tên này là khổ nhục kế mà ta đã tính xong ta không nói trước với nàng là ta không đúng sở du thắt nút băng gạt lại cho vệ uẩn cũng không nói chuyện nàng đứng dậy thì dự định quay người vệ uẩn bắt lấy nàng cầm tay nàng nói a à, du nàng đừng như vậy ta sợ sở du nghe thấy lời này thì quay đầu nhìn hắn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ ta không có gì để trách chàng triệu nguyệt tính toán người ta như thế hắn không ra tay thì chàng chỉ có thể tự mình ra tay ta hiểu ta chỉ là sở du rủ mắt xuống dường như có chút khổ sở ta chỉ là nhìn chàng lại cảm thấy bản thân không có tài cán gì cũng cảm thấy đau lòng nghe thấy lời này vệ uẩn rốt cuộc cũng yên lòng hắn giơ tay lên ôm nàng vào trong ngực a à du nghe được lời này của nàng ta liền cảm thấy vui vẻ chàng vui vẻ cái gì điều này chứng minh nàng để ta ở trong lòng ta bị thương nàng sẽ tự ân hận sẽ đau lòng thế nhưng a à du à hắn cười khẽ một tiếng nàng như vậy trong lòng ta sẽ khó chịu ta vốn đã bi thương nàng còn muốn để trong lòng ta khó chịu sao sở du bị hắn chọc cười sao chàng lại vô lại như vậy ta không phải vô lại vệ uẩn cầm tay nàng đùa giỡn với ngón tay nàng dịu dàng nói ta cảm thấy nếu có thể khiến nàng vui vẻ thì thế nào ta cũng bằng lòng ta không biết cách nói chuyện ta sẽ học ta không biết cách lấy lòng nàng ta sẽ xin người khác chỉ bảo nàng muốn cùng ta sống cả đời thì dù sao ta cũng nên để nàng vô cùng vui vẻ mà sống hết đời đúng không Nghe Vệ Uẩn nói cả đời, trái tim Sở Du khẽ rung lên, nàng vươn tay ra, cẩn thận ôm lấy hắn. Nàng vốn định dựa vào hắn mà nói cái gì đó, cuối cùng lại cảm thấy đỏ mặt, nàng chỉ nói, "Ít ngày nữa là sinh nhật của chàng, có lẽ là chàng làm lễ đội mũ nhỉ?" Từng Vệ Uẩn đáp lời, "Ta dự định làm nghi thức phong vương và lễ đội mũ hợp lại cùng một ngày." Chàng cũng muốn tự phong vương giống như vương gia sao? Sở Du cười khẽ, ta còn tưởng rằng chàng định trực tiếp phản luôn. Vệ uẩn cân nhắc một lát, cuối cùng nói, ta đúng là vẫn còn hy vọng, có thể không cần làm lớn chuyện. Thật ra thì có làm hoàng đế hay không, ta không thèm để ý, chỉ cần có người thích hợp làm là được, chờ qua thêm một thời gian đi. Qua thêm một thời gian nữa làm gì? Sở du có chút khó hiểu, vệ uẩn cục mắt nhìn bụng sở du, hắn ung dung thản nhiên đưa tay phủ lên đó, bình tĩnh nói, nếu như qua một thời gian nữa mà không tìm thấy người thích hợp để kế thừa hoàng vị lúc đó ta tính toán cũng không muộn sở du gật đầu bây giờ vệ uẩn đã sớm không cần nàng quan tâm nữa vệ uẩn ôm vòng qua nàng thở dài nếu nàng có thể sinh con cho ta ta cũng không cần buồn như thế nghe thấy lời này sắc mặt sở du thay đổi vệ uẩn thấy thế thì vội vàng cười nói ta đùa với nàng đấy nói xong hắn dựa vào đầu vai nàng không có việc gì a à du chúng ta không sinh mọi thứ đều phải chờ nàng bằng lòng mới tốt. Nghe nói như thế, trong lòng sở du thoáng thả lỏng, nàng vuốt tóc của vệ uẩn, rốt cuộc nói, được rồi, trong phủ còn rất nhiều việc, ta đi nhìn xem đã. Nói xong, sở du muốn đứng dậy, vệ uẩn lại ôm nàng không động đậy. Sở du cao mày, chàng làm gì vậy? Ta bị thương rồi. Hửng. Ta đau. Ồ. A du, vệ uẩn cọ vào mặt nàng giống như chó con, ta bị thương nên không tiện đi tìm nàng buổi tối nàng đến tìm ta có được không nghe thấy lời này sở du đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn đồ vô lại giống kiểu gì vậy a à, du được không nàng đồng ý với ta không vệ hầu gia sở du kéo dài giọng nói chân thành nói chàng không phải trẻ con nữa đừng làm nũng nhanh buông tay vệ uẩn không nói lời nào sở du cười chàng còn ăn vạ với ta vệ uẩn bất đắc dĩ thở dài giống như là thỏa hiệp rốt cuộc nói, được thôi. Nói xong, hắn cuối cùng cũng buông tay ra, sở du đứng dậy rồi đi ra ngoài. Đi tới cửa, nàng bắt đầu không nhịn được mà nghĩ, đến cùng là nàng đang lo ngại cái gì vậy. Bây giờ đi một bước này, lúc nhắc đến con cái, nàng còn đang sợ cái gì vậy. Nàng nhìn mưa phùng tí tách rơi bên ngoài hành lang, trong đầu không hiểu sao mà lóe lên khuôn tươi đẹp tao nhã của thanh bình quận chúa ở đời trước. Nàng đã từng thấy thanh bình quận chúa một lần, khi đó đang là lúc loạn lạc, nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống, áo trắng lồng tơ, ngọc trâm búi tóc. Nàng ấy bái thánh y làm thầy, một đường trị bệnh cứu người, vẻ mặt bình tĩnh thương xót, bởi vì khuôn mặt mỹ lệ mà suýt chút nữa được rất nhiều bách tính xem như là quan âm chuyển kiếp. Đó là nữ tử đương thời hiếm có, chỉ cần vừa gặp thì cả đời khó quên. Năm đó sở du đã tự than thở không bằng, bây giờ. Sở du đưa tay nhìn lòng bàn tay mình, sở du đã mất đi một bầu nhiệt huyết, đã mất đi khí phách thiếu niên, đã mất đi những thứ quý báu cùng với tiên tử nguyệt cung bồ tát hạ phàm thì có cái gì để so sánh nếu như đối thủ của nàng là người khác có lẽ nàng còn có mấy phần tự tin thế nhưng thanh bình quận chúa sở du cười khổ nàng thật sự không tự tin nổi nàng đột nhiên hiểu rõ mình đang sợ cái gì không có con tới thì tới đi thì đi đều là chuyện riêng của nàng cả đời trước nàng vì tình yêu mà đã đủ làm liên lụy đến người khác nàng hy vọng tình cảm chỉ là chuyện của mình nàng sợ có con nàng sợ có một ngày mình có con rồi thanh bình quận chúa bỗng nhiên xuất hiện nếu như vệ uẩn giống như đời trước muôn cưới nàng ấy làm phu nhân thì nàng phải làm sao nghĩ đến những thứ này sở du bỗng nhiên sợ hãi tương lai nàng nhắm mắt lại nặng nề thở dài một hơi mặc kệ đi nàng nghĩ hôm nay có rượu thì hôm nay say thôi lại quan tâm tương lai làm gì người giống như vệ uẩn nàng có thể từng có một hồi cũng là chuyện may mắn vừa nghĩ như thế sở du đột nhiên lại cảm thấy có chút được an ủi nàng mở to mắt xoay người rời đi bây giờ vệ gia vừa mới ổn định ở phủ mới còn có rất nhiều chuyện cần nàng dặn dò liên tục bận rộn đến đêm đêm khuya sở du mới về phòng đầu tiên là nàng rửa mặt tắm rửa sau đó tắt đèn cho người lui xuống rồi tự mình vén rèm lên đi ngủ chỉ là vừa vén rèm ra nàng bỗng nhiên bị người ta kéo vào trong đối phương dường như mưu đồ đã lâu quấn nàng lên giường che kín môi của nàng rồi xoay người lăn một vòng đặt nàng ở dưới thân mùi hương quen thuộc phả vào mặt bắp thịt của sở du được thả lỏng vệ uẩn nhận ra được sự thả lỏng của nàng thì cười khẽ biết là ta rồi ta không mù sở du ở trong đêm liếc nhìn hắn vệ uẩn khẽ cười ra tiếng rồi cúi đầu hôn nàng nàng không đến tìm ta ta liền đến tìm nàng chàng ta nhớ nàng Vệ uẩn vương tay, ông sở du vào trong ngực, dịu dàng nói, nhưng ban ngày nàng không thuộc về ta, nếu như ban đêm cũng không cho ta ở bên cạnh nàng, nàng bảo ta làm sao bây giờ. Nghe thấy lời này, sở du nhất thời bị hỏi khó. Nàng xem, thời gian chúng ta chung đụng ít như vậy. Vệ uẩn bấm ngón tay tính thời gian cho nàng, mỗi ngày vào ban ngày ít nhất 8 canh giờ, nàng đều là của người khác, nàng lại ngủ muộn dậy sớm, cộng thêm thời gian ta trốn tránh người ta để tới đây, thời gian mà mỗi ngày ta có thể có không đủ hai canh giờ nói xong vệ uẩn có chút uất tức nàng không gả cho ta còn muốn gạt bỏ ta sang một bên như thế sao được rồi được rồi sở du bị hắn quấn lấy mà đành chịu ta lại không bảo chàng đi vệ uẩn nghe thấy lời này cuối cùng cũng vui vẻ hắn cảm thấy mình đã chiếm được chỗ hợp lý nên thoải mái xoay người lăn đi đưa tay gối dưới đầu nhỏ giọng nói a du nàng chuẩn bị quà mừng sinh nhật ta chưa chưa sở du cảm thấy người này rất giống trẻ con nàng có chút bất đắc dĩ chàng muốn cái gì vệ uẩn nghe nàng nói thế thì rất vui vẻ hắn nghiêm túc suy tư một hồi cuối cùng nói a du lần đầu tiên ta cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp không phải là loại xinh đẹp của trưởng bối mà là sự xinh đẹp của nữ nhân nàng có biết đó là lúc nào không sở du ngẩn người lại cũng có chút tò mò lúc nào năm đó nàng từng nhảy một điệu múa cho ta nàng còn nhớ không vệ uẩn giống như có chút xấu hổ hắn nắm chặt tay nàng, ấp úng nói, nàng có thể, nhảy thêm cho ta một bài, không giống như thế được không? Cái gì không giống? Sở du cũng có chút không rõ, vệ uẩn lặng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt sáng trong của hắn mang theo ý cười. Lúc trước nàng coi ta là trẻ con mà dỗ dành, bây giờ ta muốn nàng xem ta là trượng phu mà dỗ. Nghe thấy lời này, sở du hơi sững sờ, vệ uẩn đưa tay phủ lên mặt nàng, a du, ta hy vọng nàng xem ta là nam nhân, càng hy vọng nàng xem ta là trượng phu của nàng. Đợi đến ngày làm lễ đội mũ của ta, có thể múa vì ta không? Ngày hôm sau khi thức dậy, sở du đưa tay sờ bên cạnh một cái, đã không thấy người đâu nữa. Hóa ra vệ uẩn đã lặng lẽ về phòng, sở du nhìn bên cạnh trống rỗng, đột nhiên cũng có chút mất mát. Nàng kiềm chế loại cảm xúc bỗng nhiên dâng lên này, sau khi thức dậy rửa mặt chải đầu, nàng nghe trường nguyệt đi vào nói, đại phu nhân, lục phu nhân đã dẫn sáu công tử đợi ở đại đường, mời người qua đó. Nghe thấy lời này, sở du ngẩn người, sau đó kinh ngạc lên tiếng, nàng ấy không đi côn dương. Nói xong nàng cũng biết, trường nguyệt không biết chuyện này. Thế là nàng vội vã đi tới đại đường, trong đại đường lại có người ngồi đầy, sáu tiểu công tử đều trở về rồi, trong phòng toàn là tiếng người liếu ra liếu riếu. Lúc sở du đi vào thì nhìn thấy tưởng thuần đang kéo tay vệ lăng xuân, nàng ấy cẩn thận quan sát vết chai trên tay vệ lăng xuân, bây giờ vệ lăng xuân đã 11 tuổi, giữa lông mày đã lờ mờ nhìn ra được một chút dáng vẻ năm đó của vệ thúc, đứng đắn lại anh Tuần, trông là người chính chắn. Tưởng Tuần vừa nhìn vừa đau lòng, con ở bên ngoài đã chịu bao nhiêu khổ cực, sao trên tay lại nhiều vết thương như vậy. Vương Lam bên cạnh ôm vệ lăng đông đang chơi trong chóng, nàng ấy nhẹ nhàng cười lên, đoạn đường này chúng ta gặp phải giặc cướp, nhờ đó lăng xuân bảo vệ chúng ta, võ nghệ của lăng xuân rất tốt, nhị tỷ có thể yên tâm. Nghe thấy lời này, khuôn mặt vệ lăng xuân đỏ lên, vệ lăng thư đang bóp vai cho liễu tuyết dương vội vàng nói đúng vậy đại ca rất lợi hại vệ lăng mặt đang bóp chân cho liễu tuyết dương thì khẽ cười nhị ca huynh không biết xấu hổ chỉ biết tân bốt đại ca vệ lăng thư quay đầu lại trừng mắt nhìn vệ lăng mặt hai huynh đệ lập tức lại bắt đầu ầm ĩ vệ lăng hàng ngồi quỳ chân bên cạnh vệ uẩn đang cung kính nghe vệ uẩn giảng sách cho cậu nghe thấy hai ca ca bên cạnh ầm ĩ cậu ngẩng đầu hơi có chút khó hiểu mà liếc mắt nhìn toàn bộ trong phòng vô cùng náo nhiệt, trong lòng sở du ấm áp lên, nàng tiến lên vấn an liễu tuyết dương, sau đó lại quay người nhìn về phía vệ uẩn, cung kính gọi một tiếng, hầu gia. Vệ uẩn bị nàng làm cho ngẩn người, sau đó hắn vội vàng gật đầu nói, đại tẩu tới rồi. A du là người nhiều lễ. Liễu tuyết dương cười lên, con xem, làm tiểu thất của chúng ta giật nảy mình. Bây giờ dù sao chúng ta cũng không thể so với trước kia, tưởng thuần điềm đạm nói, bây giờ bên ngoài đều đang nhìn chúng ta, a du làm cũng đúng người một nhà chúng ta lập tiểu thất lên trước thì người bên ngoài mới không xem thường lời này chính là ý của liễu tuyết dương bà gật đầu nói ta cũng có ý này sau này mọi người phải học theo a du nhiều hơn sở du cúi đầu đáp vâng không nhiều lời vệ uẩn không để lại dấu vết mà nhìn nàng một cái hắn miếng môi cuối cùng vẫn không nói gì vương lam trở về rồi liễu tuyết dương vui vẻ quyết định mang theo cả nhà ra ngoài đi dạo một chút sáu công tử còn phải đi học, mặc dù Vương Lam bôn ba ở bên ngoài nhưng lại chưa bao giờ bỏ quên việc học của sáu vị công tử, thế là chỉ còn lại năm người, do Liễu Tuyết Dương dẫn đi vào trong viện. Một phen biên cố này, Liễu Tuyết Dương bị kinh hãi không nhỏ, thân thể rõ ràng đã yếu ớt đi rất nhiều, Vương Lam và Tưởng Thuần ở phía trước đỡ lấy bà, Vương Lam nhẹ giọng nói về cuộc gặp gỡ của nàng ấy sau khi ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, con vốn định đi về phía công dương nhưng trên đường vẫn bị người ta truy đuổi chặn đường, sau khi không dễ gì mới chạy trốn ra ngoài được, bởi vì lâm vào cảnh khó khăn, lại gặp giặc cướp. cũng may lăng xuân có võ nghệ cao đường, dẫn dắt lăng thư và lăng mạch mang theo con một đường chạy tới hoài thành, ba đứa trẻ đều bị thương, con cũng sắp không có cách nào nữa, cuối cùng may mà được binh sĩ hoài thành cứu, biết được tri phủ hoài thành chính là người của tiểu thất, tụi con liền dừng ở hoài thành, dưỡng thương cho mấy đứa nhỏ. nói xong, vương lam đỏ mắt, là con không chăm sóc tốt cho chúng nó mọi người thấy vương lam tự trách thì rối rít an ủi sở du và vệ uẩn đi phía sau lẳng lặng nghe sở du có chút cảm khái thật ra vương lam có thể đi đến bước này nàng cũng chưa từng nghĩ tới cũng là vô cùng không dễ dàng sở du giống như thật sự có chút hoảng hốt trong lúc lơ đãng thì cảm thấy có người cầm tay nàng nàng bỗng nhiên quay đầu trông thấy vệ uẩn đứng bên cạnh nàng vẻ mặt bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra cái gì cả con đường chật hẹp thân thể vệ uẩn cao lớn hai người đi song song với nhau liền dùng chung một chỗ với sở du, ống tay áo hai người sát vào nhau, cũng không thấy rõ cái nắm tay bên dưới ống tay áo. Sở du nhíu mày, nhẹ nhàng muốn tránh ra, vệ ẩn lại đổi cách kéo nàng, hai người, một người muốn tránh một người một nắm, ở dưới tay áo đấu trí đấu dũng, trên mặt lại đều là vẻ mỉm cười bất động, bình thản ung dung. Nhà hoàng phía sau bọn họ là Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt, sở du cũng không lo lắng, nhưng liễu tuyết dương ở ngay phía trước, vệ uẩn lôi lôi kéo kéo nàng như vậy, cả trái tim nàng đều lơ lửng chỉ sợ người phía trước quay đầu lại dây dưa được nửa đường như vậy sở du cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa nàng bỗng nhiên dùng sức đánh bột một cái lên tay vệ uẩn ba nữ nhân phía trước nghe thấy âm thanh thì quay đầu trông thấy vệ uẩn che lấy tay mình sở du thật thà đứng một bên vệ uẩn trông thấy ánh mắt ân cần của liễu tuyết dương thì gian nan cười cười có con mũi vương lam có chút tò mò bây giờ đều lập thu rồi còn có mũi sao có vệ uẩn chân thành nói con mũi vô cùng lớn vậy thì vẫn quay về đi liễu tuyết dương thở dài ta cũng có chút mệt rồi liễu tuyết dương mở miệng mọi người cũng không tiếp tục đi dạo nữa vương lam và tưởng thuần đỡ liễu tuyết dương trở về phòng vệ uẩn nhìn sở du cười nói ta đưa tẩu tẩu trở về sở du gật đầu không nói nhiều hai người đi trên hành lang vệ uẩn thấy bốn bề vắng lặng thì quay đầu nhìn nàng nở nụ cười tẩu tẩu con mũi hôm nay cắn vô cùng đau sở du khe khẽ cười một tiếng không nói gì chờ đến nội viện của sở du vệ uẩn muốn đi theo vào sở du gầm một cái đóng chặt cửa lại vệ uẩn ngẩn người trường nguyệt và Vãn nguyệt bên cạnh nhìn hắn hắn mặt ngoài có chút không nhịn được khẽ ho một tiếng rồi quay người rời đi chờ đến ban đêm sở du khóa thêm hai cái khóa lớn trên cái cửa sổ phòng mình rồi an tâm đi ngủ đợi đến nửa đêm nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt sở du mở mắt ra trông thấy chỗ cửa sổ có người dùng một cái dây kẽm đang móc cái gì đó một lát sau đối phương cuối cùng cũng ý thức được là đã có thêm ổ khóa hắn dừng lại cuối cùng cũng rời đi sở du thấy hắn đi rồi nàng lật người qua trong lòng cũng không nói ra được là cảm giác gì yên tâm lại có chút khó chịu nhưng mà không bao lâu nàng lại cảm thấy trên đỉnh đầu là tiếng sột soạt nàng tò mò thò đầu ra liền nhìn thấy đôi mắt lộ ra ngoài của vệ uẩn từ trên nóc nhà gạch ngói sở du. Đối phương trông thấy nàng thì nhanh chóng dời đi thêm vài miếng ngói, để lộ ra nụ cười lấy lòng của hắn. Sở du hiểu rõ, đêm nay không thả hắn vào thì nóc nhà này sợ là không giữ được nữa. Nàng sụ mặt, đi mở khóa, sau đó đứng ở vị trí vệ uẩn có thể nhìn thấy, nàng chỉ chỉ cửa sổ, lại dùng động tác ra hiệu động tác sửa mái ngói lại. Vệ uẩn ngầm hiểu, ngoan ngoãn đắp ngói lên, chưa đầy một lúc, vệ uẩn từ cửa sổ chuồng vào. Sau khi hắn vào, không đợi sở du nổi giận hắn đi qua ôm lấy nàng trước mở miệng liền nói ta sai rồi biết có biết duỗi khiến cho người ta chưa mở miệng mắng người cũng trút được cơn tức sai chỗ nào lần sau không trêu chọc nàng trước mặt mẫu thân nữa giọng nói vệ uẩn rầu rĩ nghe lời nàng là một tiểu tình nhân giấu giếm không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghe thấy lời này sở du không nhịn được mà cười ra tiếng nàng ngẩng đầu nhìn hắn giọng nói dịu dàng không phải nói là chờ ta sao vệ uẩn ngẩn người, hắn nghe nàng nói thì suy tư một lát, cuối cùng nói, là lòng ta gấp. Sở du thở dài, không nhiều lời nữa. Hai người về giường, nằm vuốt ve nói chuyện một lúc, sở du thấy vệ uẩn có chút buồn ngủ, hắn tỉnh tỉnh mê mê, nàng không nhịn được mà mở miệng hỏi, tiểu thất. Hửng! Chàng ở bên ngoài bốn năm, có từng nhìn thấy cô nương xinh đẹp nào không? Từng. Vệ uẩn thuận miệng trả lời, trong lòng sở du lơ lửng, nàng nhích lại gần hắn, dùng tay vòng lấy hắn, thấp giọng nói, ai đẹp nhất? Nàng. Vệ uẩn không lưỡng lự, hắn cau mày, nói lầm bầm, A Du, ngủ đi, buồn ngủ quá. Ngoại trừ ta thì sao? Sở Du kia nhẫn hỏi dò, vệ uẩn cảm thấy mình buồn ngủ đến mức có chút không có cách nào suy nghĩ được nữa, hắn cố gắng phân tích xem nàng đang hỏi cái gì, cuối cùng nói, Ngụy Thanh Bình. Nghe thấy lời này, sở Du bỗng nhiên sửng sốt. Ngụy Thanh Bình chính là Thanh Bình quận chúa rồi. Hóa ra bọn họ đã gặp nhau, gặp ở đâu? Gặp thế nào? Vô số suy nghĩ hỗn loạn, sở du có chút bối rối, nàng đột nhiên rất hối hận vì đã hỏi vấn đề này, hỏi làm gì chứ? Nàng có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng lại sợ hỏi thì chính là đâm đau vào chính mình, nàng hít một hơi thật sâu rồi xoay người, đưa lưng về phía vệ uẩn. Nàng nhìn chầm chầm vào cửa sổ, nhiều lần khuyên răng bản thân, thôi thôi, chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi, lại có cái gì chứ? nhưng mà chàng trọc trở mình, nàng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lật người vệ uẩn lại. Vệ uẩn có chút sụt đổ rồi, hắn nhỏ giọng cầu xin nàng, A du tốt, nàng đây là muốn làm gì vậy? Không cho phép chàng cảm thấy nàng ta xinh đẹp. Sở du nghiêm túc nhìn hắn, vệ uẩn hoảng hốt trợn to mắt, giống như là có chút hiểu rõ rồi. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc lại mang theo chút ngây thơ của nữ tử trong đêm, nghe nàng tiếp tục nói, vệ uẩn ta nói với chàng, sau này chàng thích những người khác cũng không sao, chàng cảm thấy không muốn ở bên ta cũng không có gì thế nhưng chàng nhớ kỹ cho ta chàng tuyệt đối không thể lừa gạt ta chàng thích ta thì thích thích người khác thì thích người khác thích thì phải kịp thời nói cho ta biết biết chưa nói cho nàng biết vệ uẩn không nhịn được cười nàng muốn làm sao không làm sao cả trên mặt sở du ra vẻ bình tĩnh chàng không thích ta nữa thì ta sẽ không thích chàng nữa nghe thấy lời này cơn buồn ngủ của vệ uẩn cũng tan mất hắn mỉm cười nhìn nàng vậy bây giờ nàng thích ta rồi sở du hơi sững sờ cảm thấy giống như đã bị gài vào vòng tròn gì đó vệ uẩn cười lớn lên vương tay vớt người vào trong lòng cô nương ngốc của ta nàng đây là ghen rồi ta không có sở du đưa tay đẩy hắn vệ uẩn cười không buông tay cố định nàng ở trong ngực dỗ dành nàng nói được rồi được rồi ta không ồn ào với nàng nữa nàng yên tâm ta không thích ngụy thanh bình ta cũng không thích người khác ta chỉ thích nàng chỉ thích một mình nàng sở du nghe thấy lời này dù sao vẫn cảm thấy có chút hài lòng nhưng nàng vẫn lạnh mặt không nói lời nào vệ uẩn cảm thấy sở du như vậy vô cùng đáng yêu suy nghĩ một chút hắn lại nghiêm túc nói thật ra ta cảm thấy trưởng công chúa rất xinh đẹp sở du vệ uẩn có chút khó hiểu sao nàng không ghen nữa sở du cười lạnh một tiếng nàng kéo chăn mình lên nhắm mắt lại đi ngủ đợi đến ngày hôm sau sáng sớm sở du thức dậy trường nguyệt liền tiến vào nói phu nhân hầu gia bảo người đến phòng nghị sự trên mặt sở du bình tĩnh nàng gật đầu trong lòng lại suy nghĩ buổi sáng người này đi lúc nào nàng suy tư mà đi đến phòng nghị sự sau đó liền trông thấy có người ngồi đầy trong sảnh hóa ra là mấy người vệ thu vệ hạ và vệ thiển trở về rồi ngoại trừ những người này cùng với tần thời nguyệt và thẩm vô song thì trên bàn còn có nhiều thêm mấy gương mặt mà sở du không quá quen thuộc nàng tiến vào, tất cả mọi người đứng lên hành lễ với nàng, đại phu nhân. Sở du gật đầu, vệ uẩn đứng lên nói, tẩu tẩu đến ngồi bên này. Sở du dựa theo sự dặn dò của vệ uẩn mà ngồi vào vị trí bên tay trái vệ uẩn. Vệ uẩn giới thiệu người với sở du. Đây là sư phụ ta, danh sĩ Đào Tuyền. Người mà vệ uẩn giới thiệu gặp mặt là một ông lão nhìn qua 50 tuổi, tiên phong đạo cốt, ngược lại có khí độ bất phàm. Sở du vội vàng hành lễ, tên của người này nàng từng nghe qua năm đó thuần đức đế đã từng ba lần vào núi cho mời cũng không mời được vị lão tiên sinh này làm quan vị này là tả tướng quân trần trạch sau khi vệ uẩn giới thiệu gặp mặt cho nàng sau đó hắn nói với vệ thu vệ hạ và vệ thiển các ngươi đi hỏi mỗi người trả lời như thế nào nói thử đi nói xong hắn liền nhìn về phía vệ thu vệ thu bình tĩnh nói vương gia nói nguyện tiến lùi cùng hầu gia vệ uẩn gật đầu nhìn về phía vệ hạ, vệ hạ gian nan cười lên, sở thế tử không nhiều lời gì cả, chỉ nói để xem lại đã, có điều sở thế tử nói, cái đó, nếu không thì đại phu nhân vẫn là trở về. Vệ thiển, vệ uẩn trực tiếp cắt ngang lời của vệ hạ, hắn nhìn về phía vệ thiển. Vệ thiển nuốt một ngụm nước bọt, không dám lên tiếng. Vệ uẩn nhíu mày, câm rồi. Vệ thiển quyết tâm, nhắm mắt lại nói, tống thế tử nói, hắn muốn liên hôn với nhị phu nhân nhà chúng ta, cả nhị phu nhân cho hắn thì làm gì cũng được. Nghe thấy lời này, người ở đây đều sửng sốt, vệ uẩn nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, tống thế lan hắn xem vệ gia ta là cái gì vậy. Suy nghĩ của người ngồi ở đây không khác mấy so với vệ uẩn, mặc dù tống thế lan có xuất thân là thứ tử nhưng mà những năm này, giá trị bản thân hắn ta lại là nước lên thì thuyền lên, thiên hạ bây giờ chia năm sẽ bảy, trong tay tống thế lan cầm binh quyền, hắn ta sống một mình ở Quỳnh Châu, cộng thêm tính cách nhã nhặn, dung mạo xuất chúng, bởi vì năm đó hắn ta thân là thứ tử vẫn luôn chưa từng có hôn phối cho đến bây giờ, đã sớm chọc cho rất nhiều quan lại quyền quý đều trông thấy mà thèm, hiện. Nay là nhân tuyển vị hôn phu chạm tay là có thể bỏng tay giống như vệ uẩn. Mặc dù đạo đức và dung mạo của tưởng thuần đều tốt nhưng dù sao con của nàng ấy cũng đã 11 tuổi rồi, gia thế lại không tính là xuất sắc, còn là thứ nữ, nhìn thế nào thì Tống Thế Lan cũng không thể cầu hôn nàng ấy. Hơn nữa, tưởng thuần lại không phải là người đợi gã mà chính là nhị tẩu của vệ uẩn liên hôn đến trên đầu nàng ấy nói ra lời này làm thế nào cũng mang theo mấy phần ý vị nhục nhã thế là người ở đây ai cũng lạnh mặt tần thời nguyệt mím môi nói khinh người quá đáng sở du nhìn thấy mọi người xúc động phẫn nộ mắt thấy vệ uẩn muốn từ chối nàng nhìn không được mà lặng lẽ kéo tay áo hắn một cái bọn họ vốn ngồi song song với nhau động tác nhỏ này của nàng bị cái bàn che chắn vệ uẩn quay đầu thì thấy sở du cười nói chuyện này vẫn là hỏi nhị phu nhân một chút đi nghe thấy lời này vệ uẩn dường như có chút hiểu ra hắn gật đầu một lần nữa nói cũng phải có lẽ trong chuyện này cũng có nhiều nội tình mà chúng ta không biết đâu nói xong vệ uẩn thay đổi chủ đề hỏi thăm tin tức trong hoa kinh hầu gia vừa ra khỏi hoa kinh triệu nguyệt liền hạ chỉ nói hầu gia khi quân trái luật phạm thượng làm loạn tung lời đồn vu hãm vua luận tội cho thiên hạ thảo phạt Vệ thu quản lý tình báo, hắn ta sắp xếp ra tin tức quan trọng nhất. Vệ uẩn đáp lại một tiếng, sau đó nói, gần đây người tìm nơi nương tựa có bao nhiêu? Khoảng ba ngàn, có điều số người mỗi ngày tới nhờ vả đang gia tăng. Vệ hạ cung kính trả lời, sự sắp xếp của đại phu nhân đã có tác dụng. Lời này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía sở du, sở du có chút xấu hổ, vẫn là vệ hạ nói đi. Mấy năm nay đại phu nhân kinh doanh sản nghiệp rất nhiều, nhất là nguồn tin tức dày đặc của dân cư. Sau khi chuyện của hầu gia xảy ra, màn đêm ở Hoa Kinh buông xuống thì có người để huyết thư ở cột tuyên cáo nói ra đủ loại chuyện xấu trong nhiều năm qua của Triệu Nguyệt, còn nói thật ra năm đó Tần Vương Thế tử chân chính đã sớm chết, Triệu Nguyệt giết thẩm ngự y chính là để giữ bí mật này, Triệu Nguyệt vốn không phải là huyết mạch của Thiên gia. Sau đó các quán rượu, sòng bạc, thanh lâu, khách trạm ở trong kinh, nơi nào đại phu nhân cũng để người truyền đi tin tức này còn để gánh hát trên đường dựng đài hát khí khúc liên quan tới triệu nguyệt đồng thời đề cập đến triệu nguyệt hại người đoạt ngôi như thế nào các cử chỉ hành vi sau khi đoạt ngôi đại phu nhân đã sớm cho người ta chế thành thoại bản đã chuẩn bị hơn vạn bản bây giờ ở trên phố tranh nhau truyền đọc các vùng ở yến châu đã bị liệt là sách cấm nhưng vẫn do bách tính tự mình lén xem nghe được những chuyện này vệ uẩn không nhịn được cười chuyện sách cấm như thế này nếu như triệu nguyệt nhịn được thì có lẽ bách tính còn không muốn xem đến vậy Triệu Nguyệt vừa cấm, sợ là trái lại đã tạo ra tiếng tâm cho sách này. Lời đồng dù sao cũng chạy nhanh hơn chân tướng, dội nước bẩn dù sao cũng dễ hơn nhiều so với rửa sạch sẽ. Vệ uẩn nhịn cười, quay đầu nhìn về phía vệ thu, vậy chuyện ta bảo các ngươi sắp xếp các hiện tượng kỳ dị, ngươi đi làm rồi. Ta đã nghe nói rồi, đào tuyền cười lên, vài ngày trước, có bách tính hỏi ta, có biết chuyện phượng rơi ngọc thạch hay không, ta liền suy đoán đây là tác phẩm của vệ thu rồi. Cái gì gọi là phượng rơi ngọc thạch? sở du có, có chút khó hiểu đào tuyền cung kính nói hồi bẩm đại phu nhân đây là một hòn đá không bình thường mà bây giờ dân chúng đều đang nói đến họ nói rằng có một thợ săn vào núi đi săn sau khi mệt mỏi thì nghỉ ngơi tại bờ sông chờ đến lúc hắn mở mắt ra thì nhìn thấy một con phượng hoàng đứng trên một tảng đá con phượng hoàng kia có thể nói tiếng người nó hỏi hắn bây giờ là năm nào thợ săn kia đáp là năm nguyên hòa thứ tư con phượng hoàng kia nói không đúng là năm vong quốc Phượng Hoàng lại hỏi, chủ bây giờ là người nào? Thợ săn đáp, đời thứ tư của triệu thị, Phượng Hoàng lại lắc đầu, trả lời, không đúng, là người họa quốc. Sau đó Phượng Hoàng hóc dài một tiếng rồi biến mất trước mắt thợ săn, thợ săn tiến lên ôm hòn đá kia trở về, sau khi ngọc mở ra, bên trong quả nhiên có một khối mỹ ngọc. Trên ngọc kia viết 16 chữ nhỏ, chữ là do Chu Văn viết, viết là sao xa họa quốc, thiên phạt buông xuống, Chu tước tại bắc, phải hộ mãi mãi đào tuyền nói đến mức ý cười nhẹ nhàng vệ uẩn vỗ tay tán dương làm tốt lắm chu tước tại bắc phải hộ mãi mãi chu tước là biểu tượng của vệ gia sự ý chỉ này đã hết sức rõ ràng sở du nghe sự sắp xếp của vệ uẩn lại nghe bọn họ bắt đầu thương nghị chuyện đóng đô dù sao côn châu cũng hỗn tạp thế lực các phe đều tự mình chiếm đất làm doanh trại ở nơi này chung quy là không ổn vệ uẩn và sở du bàn bạc với những người khác cuối cùng quyết định cử hành đại điển phong vương ở Bạch Lĩnh của Bạch Châu, chuyển nhà đến Bạch Lĩnh. Bạch Lĩnh là nơi ở Bạch Châu mà vệ gia hoàn toàn khống chế, khoảng cách đến Côn Châu lại không tính là quá xa, tiến thì có thể công, lùi thì có thể thủ, cộng thêm đó vốn là châu phủ của Bạch Châu nên cũng xem như là phồng hoa. Chờ sau khi định ra thì đêm đã khuya, tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại sở du và vệ uẩn ở trong phòng. Vệ uẩn cho người lui xuống rồi đứng dậy, đi tới trước cửa. Hắn nhìn bầu trời sao bên ngoài, đưa lưng về phía sở du, bình tĩnh nói, A du, trận đánh này nếu ta thua thì nàng làm thế nào? Chàng sẽ không thua. Nếu ta thua thì sao? Sở du không lên tiếng, sau một hồi, nàng chậm rãi nói, vậy ta sẽ thay chàng đánh tiếp trận này. Nghe thấy lời này, vệ uẩn cười sáng ngời phát ra tiếng, hắn xoay người, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nữ tử ngồi ngay thẳng bên ánh nến. Tư thế ngồi của nàng đoan trang thông dong rõ ràng là thân thể yếu ớt như thế, lại giống như có thể trèo chống non sông đại sở. Vệ uẩn nhìn nàng, nhìn không được lại hỏi, vậy nếu như trận này thẳng thì nàng lại làm thế nào? Trong nhà còn có năm con mèo, giọng nói sở du bình thản vệ uẩn hơi sững sờ, không nghĩ tới làm sao nàng lại nhắc đến cái này, sở du tiếp tục nói, nuôi bọn chúng đến khi chết già. Thiên hạ Thái Bình, chẳng qua chỉ là nuôi mèo chơi chim, lại có thể thế nào? Vệ uẩn nhận được đáp án này, hắn đi lên phía trước, ông đối phương vào trong ngực nàng nói xem ta có phúc như thế nào sao lại có thể gặp được nàng hắn dịu dàng mở miệng sở du có chút nóng mặt nàng không trả lời hắn không nói một lời dựa vào chốc lát vệ uẩn đưa nàng về phòng trên đường đột nhiên nhớ tới nhị tẩu và tống thế lan có chuyện gì vậy nhị tẩu của chàng đã nói qua chuyện này với ta bốn năm ta từng để tỷ ấy đi đưa tin cho tống thế lan một lần lúc ấy tỷ ấy đi thăm hỏi bằng hữu của mình trước không nghĩ tới khi đó tòa thành kia bị bắt địch chiếm mất, Tống Thế Lan biết được tỷ ấy ở trong thành, nể mặt chàng mà tiến lên cưỡng ép lấy lại thành, lúc công thành, A Thuần cản một mũi tên cho hắn, ở nơi đó nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Vệ uẩn gật đầu, thế cục vào 4 năm trước quá hỗn loạn, rất nhiều thứ hắn hoàn toàn không lo được nhiều như vậy, sở du tiếp tục nói, sau đó Tống Thế Lan vẫn luôn cuốn lấy tỷ ấy, bây giờ đã sắp 5 năm rồi. Lời đó của hắn là rượu cũ đựng trong bình mới, chàng nghe một chút là được rồi, tuyệt đối đừng tưởng thật tống thế lan kia khôn khéo cỡ nào làm sao có thể vì một nữ nhân mà đưa ra quyết định trọng đại như vậy được sở du hít mắt chàng nhìn đi không bao lâu nữa hắn chắc chắn cũng sẽ tự phong làm vương dù sao thì bây giờ thiên hạ này đã loạn như vậy tống thế lan thừa cơ mượn danh nghĩa để chiếm đoạt đây mới là phong cách của hắn ta vệ uẩn gật đầu lại nói vậy nhị tẩu nghĩ như thế nào chuyện này sở du suy nghĩ một chút đột nhiên nhớ tới trước kia lúc tưởng thuần quan tâm mà nối dây tơ hồng cho nàng, nàng khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nói với vệ uẩn, chờ về đến Bạch Thành, chàng cử hành đại điển phong vương, chàng cũng mời Tống Thế Lan tới. Tình cảm đều phải bồi dưỡng, chàng để A Thuần tiếp xúc với hắn một chút. Vệ uẩn nghe thấy lời này thì cau mày, dường như không quá vui vẻ. Sở du hơi nghi hoặc một chút, chàng đây là sao vậy? Hình như không đồng ý. Ta chính là cảm thấy có chút kỳ lạ, vệ uẩn khép tay trong tay áo nhàn nhạt nhìn sở du một cái một người rồi hai người sao lại nhìn chằm chằm vào phu nhân vệ gia ta không thả vậy nghe thấy lời này sở du phục bật cười nếu như không ai coi trọng chúng ta sở du cảm khái vậy thì chứng minh ánh mắt của các ca ca chàng kém đến mức nào lời nói này khiến vệ uẩn vui vẻ hơn rất nhiều hắn gật đầu ánh mắt của vệ gia ta đương nhiên là rất tốt nói xong hắn quay đầu lại nhìn nàng cười mà như không cười, giống như A Du nhà ta, chính là rất tốt. Sau khi gửi thư cho Sở Lâm Dương và Tống Thế Lan, Sở Du và Vệ Uẩn bắt đầu bận rộn chuyện đóng đô ở Bạch Lĩnh, người một nhà cùng cuộn đi về phía Bạch Lĩnh. Vệ Uẩn và Sở Du phải qua đó trước để chuẩn bị, hai người sớm lên đường đi trước, tưởng thuần dẫn Vương Lam, Liễu Tuyết Dương và một đám tiểu công tử đi sau. Không ở dưới mí mắt của Liễu Tuyết Dương, Vệ Uẩn liền làm càng hơn rất nhiều, trực tiếp ngồi cùng trong một chiếc xe với Sở Du, ăn vạ không chịu xuống. Bên cạnh đều là cận vệ, họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, sở du thấy không đuổi hắn đi được thì chỉ có thể đành chịu mà nói, chờ đến lúc đến bạch lĩnh thì chàng ra ngoài. A à, du tốt, vệ uẩn vội vàng được một tất lại muốn tiến một thước mà dựa vào trên đùi sở du, làm nũng nói, ta biết là nàng thương ta mà. Sở du lườm hắn một cái rồi khẽ vỗ mặt hắn, nếu không phải thấy khuôn mặt này của chàng tuấn tú thì hôm nay ta nhất định sẽ đuổi chàng xuống. Nghe thấy lời này, vệ uẩn giơ tay lên sờ lên mặt mình có thể tuấn tú như thế cũng là bản lĩnh đó sở du cười đẩy đầu hắn cũng không để ý đến hắn nữa nàng nhìn bản đồ bạch lĩnh bạch lĩnh không có tòa nhà vệ phủ cố định bây giờ chỉ có thể tạm thời chọn ra rồi mua lại một trạch viện rỗng từ trong tay phú hào vệ uẩn sắp xếp đại điển phong vương sở du chủ quản chuyện trong nhà chuyện chọn địa điểm này cũng là do nàng một tay xử lý ta đã mời tiên sinh đến xem Ông ấy đã thay ta chọn ra mấy nơi nói rằng đây đều là chỗ có phong thủy tốt, Sở Du nói, chỉ lên bản đồ cho Vệ Uẩn xem, đến lúc đó, phủ nha Châu phủ sẽ đổi thành chỗ làm việc của chàng, tòa nhà này cách chàng không xa. Một cái khác thì xa phủ nha hơn một chút, yên tĩnh hơn, chàng xem. Tòa nhà trước đó đi. Vệ Uẩn quyết đoán mở miệng, Sở Du cười, thế mà lại sợ mệt mỏi, buổi sáng muốn ngủ thêm một lúc. Chuyện này cũng không phải, Vệ Uẩn đưa tay chơi với chiếc nhẫn trên tay nàng. Bình Thản nói, ta chỉ muốn mỗi bữa cơm đều về nhà ăn. Sở Du ngẩn người, nghe Vệ Uẩn tiếp tục nói, sau này ta sợ là càng ngày càng bận rộn, nàng thì ngược lại còn tốt, buổi đêm kiểu gì ta cũng sẽ gặp được, sau này có con, ta sợ thời gian ở với nó quá ít, nó sẽ bất mãn. Sở Du nghe thấy những lời này, trong lòng giống như được ánh sáng mùa xuân chiếu sáng, ấm áp lại sáng ngời. Nàng nghe Vệ Uẩn miêu tả về tương lai, hắn vô cùng nghiêm túc mà lo âu. Cho nên ta muốn mỗi ngày buổi trưa và buổi tối đều về nhà ăn cơm, lúc ăn cơm có thể trò chuyện với chúng nó. Chỉ là sợ như vậy thì cũng không đủ, chỉ có thể chấp nhận như vậy trước, đợi sau này ta tìm cách thoát thân, chúng ta sống cuộc sống yên ổn. A Du nói xong, Vệ Uẩn có chút trong đợi mà mở miệng, nàng muốn nhi tử hay nữ nhi? Chàng hỏi chuyện này làm gì? Nụ cười Sở Du nhàn nhạt, không nhìn thấy được ngọn nguồn. Trong khoảnh khắc Vệ Uẩn hỏi ra lời này, trong đầu sở du đột nhiên lóe lên, là khuôn mặt cố nhan thanh non nớt lại sợ hãi mà gọi nàng là đại phu nhân. Trong lòng nàng căng lên, cũng không biết là mình đang khổ sở vì điều gì. Vệ uẩn nghe thấy lời của sở du, mặc dù nàng mang theo nụ cười nhưng ý cười lại không vào được đáy mắt. Vệ uẩn đột nhiên phát hiện ra, trong chuyện con cái này, sở du không thể hiện ra tình yêu và sự chờ đợi như đối với hắn. Trong lòng hắn có chút hốt hoảng, nhưng lại không dám nghĩ sâu, hắn dứt khoát vương tay ra ôm lấy sở du, không nói gì nữa sở du sờ tóc hắn dịu dàng nói đừng nghịch quá lâu dưỡng thương chốt việc còn nhiều đấy từng dáng vẻ vệ uẩn giống như buồn ngủ rồi hắn ngủ trong ngực nàng không nói một lời từ bạch lĩnh đến hoài thành chỉ mất lộ trình 4 ngày sau khi vệ uẩn và sở du đến bạch lĩnh họ tạm thời nghỉ ngơi trong nhà châu mục một chút ngày hôm sau sở du đi sắp xếp việc nhà nàng vì chuyện này mà đã sớm chuẩn bị rất lâu lúc tới chẳng qua chỉ chứng thực từng quyết định đã được chuẩn bị, từ lúc giao nhà cho đến sắp xếp xong tất cả mọi chuyện cũng chỉ mất ba ngày. Ba ngày sau, vệ ứng đi vào cửa chính, trông thấy trong phủ, ngay cả hôn hương cũng đã được chuẩn bị tốt, bài vị của vệ phủ cũng được đã được sắp xếp trong từ đường, hắn và sở du cùng đi từ đường dân hương, sau khi ra ngoài, đi trên hành lang, sở du chậm rãi nói, mọi thứ được sắp xếp một cách vội vàng, nếu chàng có cái gì không như ý thì nói với ta, ta cho người sắp xếp lại, ta thiếu cái gì, nàng sắp xếp cái gì. Vệ uẩn quay đầu, cười nhìn nàng, sở du dương mắt, hơi nghi hoặc một chút, chàng còn thiếu cái gì. Mọi thứ trong phòng hắn đều dựa theo trước kia mà chuyển qua, không phải chứ. Vệ uẩn kéo áo khoác trên người, cục mắt nói, 20 tuổi, trong phòng thiếu một phu nhân, đại phu nhân đã làm nhà cửa yên ổn, đã quản việc bếp nút, không ai nguyện ý gả vào, đại phu nhân xem xem làm thế nào đây. Nghe thấy vệ uẩn lại chơi xấu, Sở Du không nhịn được cười, sao chàng lại tận dụng mọi thứ mà nói chuyện này vậy? Vệ Uẩn Dương mắt liếc nhìn nàng, muốn buổi sáng không nhảy cửa sổ, dậy sớm một chút. Sở Du hé miệng cười khẽ, Vệ Uẩn thấy nàng không nói lời nào, hắn xua tay áo nói, "Thôi thôi, nàng không đồng ý thì thôi." Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi vẫn nói, "Ngày mai ta lại hỏi." Lần này thì Sở Du hoàn toàn cười rồi. Đợi đến đêm, Vệ Uẩn ở trong phòng của mình phê văn thư mà các nơi đưa tới hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi gọi vệ hạ vào giờ gì rồi giờ tí rồi vệ hạ đáp đến cung kính sau đó bồi thêm một câu đại phu nhân ngủ rồi vệ uẩn gật đầu hiểu rõ đây là đã đến thời gian hắn đi nhảy cửa sổ hắn cất kỹ văn thư rồi xua tay nói với vệ hạ tắt đèn đi ta cũng nghỉ ngơi đây chuyện đêm đi hương khuê thế này đối với thanh danh của sở du chung quy cũng không tốt cho dù là người thân cận nhất hắn cũng không muốn để cho người ta coi thường nàng. Thế là hắn luôn giả vờ ngủ, chờ sau khi người của mình đều buông lỏng, hắn mới lặng lẽ chuồn đi. Hắn tắt đèn thay đồ giống như bình thường, nằm trên giường lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng chưa đợi được chốc lát, hắn lại nghe thấy tiếng khung cửa sổ rơi xuống đất. Vệ uẩn nhíu mày, hắn đứng dậy, trực tiếp nhìn chầm chầm vào cửa sổ, chính là lúc này, cửa sổ đột nhiên mở ra, một nữ tử đang giơ một chân lên trở mình đi vào, nàng ngồi trên cửa sổ, va và vào ánh mắt của vệ uẩn thấy người tới vệ uẩn ngẩn người sở du không nghĩ tới vệ uẩn cứ nhìn cửa sổ như vậy nàng cảm thấy có chút xấu hổ vội vàng nhảy cửa sổ vào rồi đóng cửa sổ lại nàng bước nhanh đi đến trước giường vén chăn lên nằm vào một chuỗi động tác này được làm đến mức nước chảy mây trôi làm liền một mạch vệ uẩn hồi lâu mới tỉnh hồn lại nàng tới làm gì không phải là ngủ không đủ sao sở du đưa lưng về phía hắn có chút xấu hổ mà mở miệng chẳng qua là lời nói đùa nhất thời người như hắn nào có đi so đo chuyện ngủ có đủ hay không nhưng mà người này lại hoàn toàn để trong lòng vệ uẩn không lên tiếng sở du thấy người sau lưng thật lâu không có tiếng đáp lại nàng muốn quay đầu nhìn hắn nhưng vừa quay đầu lại thì bị đôi môi mềm mại đè lên bây giờ hắn dịu dàng lại triền miên khác biệt với con người trong cương nghị như kim thạch như hắn đôi môi của hắn mềm mại ngọt ngào hắn đã học được cách kiên nhẫn câu dẫn trêu chọc hai người quấn quýt lấy nhau Chờ hồi lâu, Sở Du thở hồng hộc tránh né hắn, không được rồi không được rồi, ta sắp ngạt chết rồi. Vệ Uẩn khẽ cười, hắn dùng trán chống lấy đầu nàng, nhỏ giọng nói, nàng thật tốt. Sở Du không lên tiếng, đỏ mặt không nói. Vệ Uẩn lại nói, A à Du, nàng có thể tốt thêm một chút được không? Sở Du thấp giọng nói, còn muốn tốt thế nào? Vệ Uẩn giơ tay lên che ở trên bụng nàng, trong mắt tràn đầy sự triều mến, cho ta đứa con đi. Sở Du ngẩn người, Tay của Vệ Uẩn thuận theo quần áo đi lên, hỏi thăm nàng nói, không cho con, vậy thì cũng cho một chút ngon ngọt chứ. Mặc dù là đang hỏi nàng nhưng chuyện cũng đã làm rồi. Sở Du đưa tay ôm hắn không nói gì, rất lâu sau, nàng thấp giọng nỉ non, sờ đủ chưa? Vệ Uẩn nhẹ giọng thở dốc, còn một lúc nữa. Sở Du đỏ mặt không nói lời nào, lại qua một lúc nữa, đủ chưa? Một lúc nữa. Sau đó, Sở Du rốt cuộc không thể nhịn được nữa một lúc của chàng đến cùng là bao lâu? Vệ uẩn cười nhẹ, hắn liếm môi nàng, khàn giọng nói, thiên trường địa cửu. Sở du. Chờ sau khi vệ uẩn kết thúc, lúc hắn ngủ mất trong ngực nàng, nàng rất nghiêm túc mà nghĩ. Cuộc sống sau này, có lẽ là sẽ rất đau nhỉ. Vẫn là vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy đi. Mấy ngày trôi qua, tưởng thuần mang theo đám người liễu tuyết dương và vương lam tới sau khi sở du sắp xếp cho mọi người xong thì danh mục quà tặng của tân khách cũng có rồi nàng cười cầm danh mục quà tặng nói với vệ hạ người hầu gia muốn mời đều thêm vào trong đây rồi đều có vệ hạ nhỏ giọng nói người nên mời người có quan hệ cá nhân tốt đều mời rồi sở du không lên tiếng nàng quét qua danh sách đột nhiên nhìn thấy một cái tên ngụy vương ngụy thành vân mà phía sau cái tên này lại là một hàng chữ thanh bình quận chúa ngụy thanh bình ngụy vương là vương khác họ duy nhất ở đại sở tổ tiên của bọn họ cùng với hoàng đế khai quốc của đại sở chính là huynh để giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau lớn lên lúc cao tổ tại vị đã hứa với ngụy gia đất bên ngoài minh tú thành ở phía nam ngụy gia bọn họ đánh được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thế là ngụy gia đánh được nửa cái huy châu cao tổ liền đưa cho bọn họ nửa cái huy châu đồng thời phong làm vương khác họ cha truyền con nối mà truyền thừa đến nay quan hệ giữa ngụy gia và triều đình xưa nay không thân cận nhưng lại vô cùng cung kính hàng năm thờ cúng không thiếu một phần mọi mặt được làm vô cùng tốt lại bởi vì thế đất ở cực nam quân phòng thủ dũng mãnh bởi vậy đại sở trung chuyển nhiều năm nhưng chỉ có đất phong của ngụy gia là thái bình trước sau như một lần này ngụy vương ngàn dặm xa xôi đặc biệt tới phương bắc được xem là một loại thái độ sở du không tính ra được ngụy vương có ý đồ gì sau khi ánh mắt nàng dừng trên cái tên ngụy thanh bình một lát nàng không lên tiếng sắc mặt như thường mà nhìn xuống dưới một mạch quét qua danh sách xong sở du đột nhiên trông thấy một cái tên cố tử sơ sở du nhíu mày tử sơ là tên chữ của cố sinh chỉ là cái tên này là do năm đó cha ruột của cố sinh giữ lại cho hắn sau này hắn được lão sư của hắn thưởng cho tên chữ quy bình được phó thác với ý nghĩa làm cho thiên hạ quay về thái bình tên chữ mà hắn dùng bên ngoài vẫn luôn là quy bình cái tên tử sơ này Sở du dương mắt nhìn về phía vệ hạ, cố tử sơ này là ai? Là người trong nhà cố đại học sĩ ở trong kinh. Vệ hạ cúi đầu lên tiếng, sau khi vệ uẩn trời kinh, cố sinh vào nội các, bây giờ đối với bên ngoài đã là cố đại học sĩ. Sở du cục mắt, trong lòng có tính toán, hiểu rõ đây có lẽ là cố sinh đích thân đến. Cố sinh đến lại là vì điều gì? Nàng có chút không hiểu. Nhưng mà việc nên chuẩn bị thì đều phải chuẩn bị, nàng xem hết danh sách khách khứa, lại sắp xếp lại toàn bộ nghi thức và quá trình cảm thấy không có gì đáng ngại nàng cho người lui xuống lại qua mấy ngày toàn bộ khách khứa tới sở lâm dương tống thế lan ngụy vương đều tới vào buổi chiều sau khi sở du báo cho vệ uẩn biết về những người quan trọng này vệ uẩn nhìn thoáng qua danh mục quà tặng lại bất ngờ nói một câu thanh bình quận chúa cũng tới vẻ mặt sở du bình tĩnh nàng gật đầu nói theo cha mà tới vệ uẩn đáp lời hắn suy tư một lát sau đó nói đến lúc đó ta tự mình đi đón sở du nghe thấy lời này không tự chủ được mà nắm tay lại thật chặt nhưng trên mặt nàng không thể hiện ra nàng bình tĩnh nói ta đi sắp xếp vệ uẩn ngẩng đầu nhìn nàng giọng nói dịu dàng nàng đừng quá mệt mỏi đều là việc nên làm vẻ mặt sở du bình thản nói xong nàng ngẩng đầu nhìn vệ uẩn một cái chàng cũng thế đừng để bản thân quá mệt mỏi nghe được lời an ủi của sở du một chút bất an trong lòng kia cũng mất hết vệ uẩn cười lên gật đầu nói nghe theo nàng dặn dò sở du gật đầu vậy ta đi đây nhìn bóng lưng sở du trực tiếp xoay người vệ uẩn nhíu mày nhưng mà công việc quá nhiều hắn cũng không kịp suy nghĩ thêm đành phải ban đêm đến bên cạnh nàng hắn nói khẽ gần đây dường như nàng có chút không tập trung nói với ta xem bởi vì cái gì có được không sở du khẽ than một tiếng có lẽ là quá mệt mỏi thôi qua khoảng thời gian này là tốt rồi vệ uẩn suy nghĩ một chút hắn ôm nàng trong ngực khẽ than một tiếng để nàng chịu khổ rồi sở du đưa lưng về phía hắn cũng chỉ bình thản nói nên làm mà vệ uẩn không lên tiếng hắn chỉ ôm người này cũng không biết thế nào mà hắn cảm thấy tất cả sự nhiệt tình của người này trong khoảng thời gian ngắn đã lạnh đi trong lòng hắn có chút khó chịu nhưng hắn lại cảm thấy nhiều việc như vậy đoán chừng nàng quả thật mệt mỏi rồi hắn suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên ấn đầu cho nàng nhỏ giọng nói như thế này có tốt hơn một chút không sở du cảm nhận được sự lấy lòng thận trọng của người này nàng có chút bất đắc dĩ mà than ra tiếng thật ra chuyện trong lòng nàng lại có liên quan gì đến người này đừng nói đến ngụy vương có thân phận đặc biệt cho dù thân phận của ngụy vương bình thường nhưng nếu vệ uẩn và thanh bình quận chúa là bạn cũ vậy cố nhân tới thăm đi đón thì có làm sao huống chi ngày mai ca ca của nàng và tống thế lan cũng đến nói thế nào thì vệ uẩn đi đón người cũng là chuyện đương nhiên nếu như không phải nàng biết sau này thanh bình quận chúa là thê tử của hắn hai người còn có một đứa con đoán chừng nàng cũng sẽ không như vậy thế nhưng đây là lỗi của vệ uẩn sao không phải lỗi là ở nàng nam tử tốt như vệ uẩn nữ tử tốt như thanh bình quận chúa hai người vốn là trai tài gái sắc môn đăng hộ đối trước kia có lẽ còn ân ái có thừa song bị nàng chặn ngang một chân tu hú chiếm tổ chim khách sở du không tự chủ được mà nắm chặt chăn mền cảm thấy vô số sự đau xót và ấy nấy dâng lên. Nàng trở mình, dựa trán vào ngực hắn. Vệ uẩn cười, sao vậy? Không có gì, nàng mang theo giọng mũi mà nói, chỉ là cảm thấy chàng quá tốt, ta không xứng với chàng. Nàng nói bậy bạ gì đấy, vệ uẩn cười ra tiếng, đưa tay bóc mặt nàng, ta xem xem, có phải nàng khóc thành mèo con rồi không? Sở du dãy dụa không cho hắn nhìn, vệ uẩn nghiêm túc suy nghĩ, nàng nói xem, làm sao mà nàng đột nhiên suy nghĩ như vậy? có rất nhiều khách khứa đến. Sở Du không dám nói chuyện của Ngụy Thanh Bình, nàng hít mũi nói, đều là quan to quý nữ, tuổi trẻ xinh đẹp, môn đăng hộ đối với chàng, tính tình dịu dàng động lòng người. Ta từng gả cho người ta, tuổi tác cũng lớn, tính tình cũng không tốt. Ngừng ngừng ngừng, vệ uẩn đưa tay ngăn nàng nói chuyện, cảm thấy nghe đến đau đầu, hắn đưa tay xoa đầu, cầu xin nói, bà cô ơi, nàng đây là nghe ai nói những chuyện vớ vẩn với nàng à. Sở du cúi đầu, tự ta nghĩ, Cô, nàng là một đại phu nhân có cáo mệnh nhất phẩm, từng một mình phòng thủ phượng lăng quang, ở ngoài ngàn dặm tập kích bất ngờ thẳng tới bắt địch, trong đầu nàng chỉ suy nghĩ những thứ này. Nghe xong lời này, sở du lập tức phát cáo, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu trừng hắn, quả nhiên là chàng cảm thấy ta không đủ dịu dàng biết lễ phép. Lời này thật sự không có cách nào tiếp được, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vệ uẩn nhìn đôi mắt ngậm nước mắt của đối phương trừng lên đến tròn trịa, hắn có chút xấu hổ quay đi, trước kia nàng, cũng không dịu dàng biết lễ phép cho lắm đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai sở du nhưng mà hắn vừa nói như vậy sở du cũng cảm thấy mình có chút cố tình gây sự nàng không nói chuyện trở mình qua đưa lưng về phía vệ uẩn buồn bực nói ngủ đi được rồi được rồi vệ uẩn kéo nàng đừng nóng giận những thứ nàng nói đều không quan trọng cái gì mà trẻ tuổi xinh đẹp môn đăng hộ đối tính tình dịu dàng những thứ này đều không quan trọng A Du, vệ uẩn ôm lấy nàng từ phía sau, dịu dàng nói, những thứ nàng nói, trong 4 năm không có nàng, ta đều từng thấy qua. Thế nhưng A Du à, bắt đầu từ thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời ta, không có một ai cùng ta một đường đi tới. Trên đời này, mỗi người đều rất tốt, chỉ xem nàng có gặp được vào thời gian tốt nhất hay không. Tất cả sự yêu thích đời này, ta đều đã cho nàng, không cho những người khác được nữa. Hơn nữa nàng nào có không tốt nhiều như nàng nói, nếu như thật sự không tốt như vậy, nàng xem cố sinh, sao đã nhiều năm như vậy mà vẫn cắn nàng không thả. Nói đến đây, vệ uẩn có chút không thoải mái, nhưng mà hắn từ trước đến nay cũng là người thẳng thắn vô tư, nên thừa nhận nói, cố sinh cũng là thanh niên tài tuấn đứng đầu trong hoa kinh, mặc dù lúc ta cố ý làm nhục hắn đã nói không dễ nghe nhưng quả thật hắn xúc chúng về mọi thứ, nếu như nàng thật sự không tốt, nàng cho rằng chúng ta đều mù hết sao. Sở du nghe thấy lời này thì có chút hoảng hốt không phải nàng khẽ thở dài một tiếng nhưng mà nàng lại ngừng lại không tiếp tục nói nữa làm sao nàng nói với vệ uẩn đây rằng cố sở nào có thích nàng chỉ là bởi vì không chiếm được cho nên mới cố chấp như vậy nắm đó lúc hắn ta có được dễ như trở bàn tay thì nào có cố chấp nhiều như vậy hắn ta chán ghét nàng vô cùng tránh còn không kịp cả đời nàng ngoại trừ vệ uẩn nàng chưa từng thích người khác mà cho dù là vệ uẩn thì trong sự yêu thích này có lẽ cũng xen lẫn rất nhiều thứ có lẽ là ân tình, có thể là thói quen, thậm chí là tình dục, trong tình cảm này có lẽ trộn lẫn quá nhiều thứ rồi. Sở Du Đề ép suy nghĩ lung tung trong lòng mình, cũng không nói thêm nữa, Vệ Uẩn nắm chặt cánh tay nàng, thấp giọng nói, "Thật, ta không lừa nàng. Nàng vô cùng tốt, đáng để bất cứ ai yêu thích." Như vậy cũng chỉ là an ủi, Sở Du Đề nén tâm tư, nhưng cũng không muốn để tâm tình của mình quấy rầy Vệ Uẩn nữa, nàng thấp giọng từng một tiếng, không nói gì đợi đến ngày hôm sau sở du dẫn người đứng ở cổng thành đón người ngày mai chính là đại điển phong vương khách khứa đều lục tục tới rồi người tới phần lớn có thân phận bất phàm sở du vì biểu lộ ra cấp bậc lễ nghĩa mà đã ở cổng thành bắt đầu nên đón khách khứa đợi đến lúc giữa trưa mặt trời đã lên cao tuy nói mặt trời vào cuối thu không gây gắt nhưng đứng quá lâu sở du cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt một chiếc xe ngựa từ hoa kinh dừng ở cổng người kia không mang theo bao nhiêu tùy tùng giơ tay từ bên trong đưa ra một tấm thiệp mời đầu của sở du tê tê vừa mới nhận thiệp mời kia cười mở ra đang muốn nói lời khách sáo theo thông lệ nàng lại cảm thấy mắt tối sầm lại có chút hoa mắt thân hình nàng lung lay nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc cẩn thận chờ đến khi ánh sáng một lần nữa quay về trong tầm mắt sở du ngẩng đầu lên trông thấy cố sinh mặc hoa phục màu xanh lam hắn ta đứng trên xe ngựa vẻ mặt lo lắng mà cầm cổ tay nàng dựa vào sức lực này để đỡ nàng ánh mắt của người xung quanh đều nhìn tới nơi này phần lớn là quan lại quyền quý thỉnh thoảng có mấy người nhạy bén từng đi qua hoa kinh lập tức nhận ra người tới ánh mắt hơi đánh giá trên cổ tay sở du liền giống như hiểu ra được một chút sở du tỉnh táo lại nàng thông dong rút tay cười nói cố đại nhân lặn lội đường xa tới đây vệ phủ vinh hạnh vì ngài đã đến việc ăn ở của ngài đều đã được sắp xếp vẫn mời đi theo hạ nhân qua đó đi hôm nay nhiều người phức tạp nếu như có chỗ không chu toàn mong được tha thứ cố sinh thu tay lại vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh hắn ta gật đầu quy củ nói làm phiền đại phu nhân rồi sở du miễn cười lùi bước giơ tay lên nói mời cố sinh nhìn nàng hắn ta mím môi cuối cùng vẫn nói nếu như mệt thì nghỉ ngơi một lúc đi nàng không cần phải không cần phải vì vệ gia vì bất kỳ người nào mà làm đến mức này nhưng mà nghĩ đến năm đó lúc nàng ở cố phủ cũng trước sau như một như thế mọi thứ đều phải chuẩn bị tốt nhất hắn ta lại ngừng lại thở dài lui về trong xe ngựa buông rèm xuống nói đi thôi xe ngựa lộc cộc đi vào trong cổng thành cố sinh không nhịn được mà vén rèm xe lên quay đầu nhìn lại nữ tử kia đứng dưới ánh mặt trời với dáng vẻ thông dong giống như đúc với năm đó cố phủ tổ chức yến tiệc nàng đứng ở trước cửa cố phủ đón khách thật ra ban đầu nàng không biết những chuyện này một nữ nhân được võ tướng nuôi lớn nào có biết đến việc bếp nút quản gia gì đó Xong làm đại phu nhân 12 năm của hắn ta Chưởng quản việc bếp nút 6 năm Việc gì nàng cũng học được Thế nhưng học xong rồi thì lại không phải là phu nhân của hắn ta nữa Hắn ta bỗng nhiên cảm thấy Mình giống như điêu khắc xong một khối ngọc thô Cuối cùng lại tặng cho người khác Hơn nữa còn là hắn tự mình tặng đi Trong lòng cố sinh có chút khó chịu Hắn ta dựa vào vách xe Nặng nề thở ra một hơi Không thể suy nghĩ nữa Hắn ta đến không phải vì chuyện này không thể nghĩ nữa. Mà tin tức cố sinh vào thành rất nhanh đã truyền đến vệ phủ, vệ uẩn đang cùng đào tuyền thương nghị về động tĩnh ở Hoa Kinh, nghe vệ hạ đi vào nói, chủ tử, cố sinh vào thành rồi. Nghe thấy lời này, vệ uẩn ngẩn người, hắn ngẩn đầu, hơi kinh ngạc nói, sao hắn lại tới đây? Đại phu nhân biết không? Cố sinh dùng tên giả là cố tử sơ để tới, trước đó đại phu nhân đã sắp xếp cố tử sơ này ở viện khách quý, có lẽ là biết trái tim vệ uẩn buồn bã hắn miếng môi một lát sau hắn để bút xuống rồi trực tiếp đi ra ngoài ta ra ngoài xem một chút hắn cảm thấy mình dường như đã biết được nguyên nhân mà trong lòng sở du bất an nhiều năm như vậy nơi có cố sinh sở du tựa như chưa từng an tâm vệ uẩn trực tiếp trở mình lên ngựa ở trong thành nhanh chóng mà đi vệ hạ theo phía sau đè nén giọng nói mà nói với vệ thu ngươi nói xem người ta cũng vào thành rồi nghe nói còn dám cầm tay đại phu nhân của chúng ta tiện nghi nên chiếm đều chiếm rồi hầu gia của chúng ta còn chạy đi như vậy làm gì vệ thu nhàn nhạt liếc hắn ta một cái có lẽ là rửa mắt nhỉ vệ hạ vệ thu quay đầu trong mắt ngươi có người khác ta sẽ chen qua rửa sạch sẽ người trong mắt ngươi vệ hạ sau một lúc lâu vệ hạ ngẩng đầu chân thành nói vệ thu ngươi nói thật với ta có phải ngươi yêu rồi không vệ thu nhàn nhạt liếc hắn ta có bệnh đang nói chuyện vệ uẩn đã phi nhanh đến cổng thành sở du đang ngồi trong chòi hóng mát uống trà nghỉ ngơi vừa nâng mắt thì trông thấy vệ uẩn cưỡi ngựa tới sở du câu khóe miệng cũng không biết là trà đắng hay trong lòng đắng nàng cảm thấy vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi và trong trái tim chờ vệ uẩn đến trước người sở du đứng dậy cung kính hành lễ mở miệng nói sợ là hầu gia đến sớm rồi không sớm không sớm vệ uẩn chặn lại nói ta cùng nàng chờ thêm một chút không sao sở du nhíu mày hôm nay hầu gia không có việc cũng không phải là không có việc gì vệ uẩn có chút xấu hổ nói ta chính là không yên lòng muốn tới đây xem một chút vẻ mặt sở du bình tĩnh nàng gật đầu đã như vậy thì chờ đi vệ uẩn ấp úng đáp lời rồi đứng cùng sở du suy nghĩ một lát hắn đưa tay qua muốn kéo sở du sở du không để lại dấu vết mà lùi một bước hầu gia nhiều người phức tạp trong lòng vệ uẩn vừa chua vừa đắng vừa rồi vệ hạ nói với hắn cố sinh ban nãy đã kéo nàng một cái hắn nhếch môi không nói lời nào chỉ canh giữ bên người nàng nàng đi đâu hắn đi đó một lát sau sở du có chút phiền nàng đến nơi xa không có ai để nghỉ ngơi hắn cũng đi theo sở du đi vào trong rừng hắn đi theo không ngừng lấy một bước đi được một đoạn đường sở du bỗng dừng bước chân lại nàng ngẩng đầu lên cau mày nói rốt cuộc là chàng muốn làm gì giọng nói của nàng quá lạnh quá khách sáo vệ uẩn không đè nén được tất cả sự tuổi thân nữa bỗng nhiên bạo phát ra hắn đưa tay kéo sở du sở du giơ tay giãy giụa chàng làm gì vậy buông ra hết phần mười sáu mời các bạn đón nghe phần mười bảy